Cuộc sống lúc nào nó cũng có những cái giây phút nó thịnh nó suy. Cũng giống như là một người, một bản thân chúng ta, lúc mà chúng ta còn khỏe đó, là thanh niên á, thiếu nữ á, thì chúng ta là thượng nguyên. Đến khi chúng ta có gia đình rồi khoảng chừng 40-50 thì gọi là gì? Trung nguyên. Mà tới hồi mà 60 tuổi rồi thì là hạ nguyên. Vậy thì giờ ở đây hạ nguyên nhiều hay trung nguyên nhiều? Hạ nguyên chắc nhiều hơn. Trung nguyên, hạ nguyên thì nhiều, thượng nguyên thì không mấy người, phải không? Ngày xưa và ngài Vạn Hạnh Thiền Sư á, là một vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người đã có công trong cái công cuộc giúp cho Lý Công Uẩn lên ngôi, mở mang một triều đại nhà Lý, đó là Lý Thái Tổ. Và khi mà ngài Lý Thái Tổ còn nhỏ, là một chú tiểu ở trong chùa, nhưng mà vì thời nhà Lê đó, vua Lê Long Đỉnh đó, cho nên rồi hết cái thời vua Lê Long Đỉnh thì Lý Thái Tổ lên ngôi. Và ngài Vạn Hạnh Thiền Sư là một vị quốc sư đã giúp cho vua Lý Thái Tổ vững yên bờ cõi qua cái giáo lý của nhà Phật. Cho nên một vị minh quân á, mà nếu một vị vua đó mà có đạo đức, có tu tập, thì đất nước đó sẽ bình an, dân chúng sẽ sống ổn định. Vì vậy mà bên Thái Lan á, cái truyền thống của người Thái Lan là các vị vua đó đều hồi còn trẻ là phải đi tu hết, đi xuất gia vài năm ở trong chùa để học cái đạo đức. Khi mai này mình lên làm vua thì mình biết an dân trị nước. Tại vì nếu mà một người vua, một vị vua là có quyền sinh sát trong tay, ngày xưa là quần thần là góp ý rồi vậy thôi, chứ còn thật sự ra mọi việc là do vua quyết định. Nếu mà là minh quân á, thì còn biết suy xét lại những cái điều mà quần thần góp ý. Mà nếu mà hôn quân á, thì là không có nghe những cái người lời mà gọi là trung ngôn, mà chỉ thích nghe những lời sàm tấu. Đó, cho nên ngày xưa người ta ở trong triều người ta sợ lắm. Tại vì gần vua như gần cọp vậy đó, không biết chết lúc nào. Cho nên có nhiều người người ta không có muốn vào lòn ra cuối, công hầu mà chi. Vì vậy cho nên á, ngài Vạn Hạnh Thiền Sư khi mà ngài giúp cho vua Lý Thái Tổ ổn định rồi, thì ngài cũng trở về cái vị trí của ngài là một người tu. Và khi mà ngài sắp mất á, ngài để là một cái bài kệ 4 câu. Mà cái bài kệ đó trở thành ra một cái bài coi như là một bài tâm ruột của tất cả những cái người tu tập. Bài kệ nó như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì cái bài kệ là thân này, ngài nhìn cái thân này là thân như điện ảnh. Thân này giống như là một cái luồng điện, nó xẹt ngang cái thôi, hữu hoàng vô, thấy đó, có đó rồi mất đó. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, có liền mất liền. Quý vị có thấy một cái sấm sét không? Nó xẹt cái mất liền. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, khác nào giống như cỏ cây mùa xuân á, thì nó tươi tốt, nó vinh hiển. Nhưng mà mùa thu thì nó làm sao? Khô héo. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Ngài thấy như vậy, nhậm vận thịnh suy, thấy được cái vận hành nó thịnh, nó suy, vô bố quý, không có sợ hãi. Tại sao? Tại vì ngài thấu được cái đạo lý chân thật là gì? Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh, cái suy giống như là những giọt sương nằm trên đầu ngọn cỏ. Quý vị thấy buổi sáng không? Sương nó nằm trên ngọn đầu ngọn cỏ. Nhưng mà hễ nắng lên rồi thì sương tàn. Thì cái bài kệ đó đó, Phó Hòa có khắc ở trên cái hũ đựng cốt. Ở chùa có design cái hũ để cho Phật tử đựng cốt. Phó Hòa có khắc cái bài kệ đó bằng tiếng
bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Và có một vị dịch bài thơ đó như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Đó là bài thơ của một vị dịch dựa theo cái ý, cái lời tiếng Âm Hán đó. Pháp Hòa cũng có dịch cái bài này bằng thơ Lục Bát. Cái bài Pháp Hòa dịch như thế này: thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thắm nồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Thì bốn cái câu chữ Hán đó, mỗi câu mình dịch thành một câu Lục Bát. Thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Ta dịch cái câu là: thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Như hoa khoe sắc thắm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Vạn vật xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Nhưng mà thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Bây giờ đại chúng thấy, khi chúng ta nhìn lại những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay, có phải mình đã trải qua một quá trình gian khổ không? Phải không? Quý vị biết hồi năm 1996, ngày 31 tháng 10, khởi công xây chánh điện, xây cái chánh điện tu viện này đây. Mà cái năm đó tuyết không thể tưởng. Pháp Hòa nhớ thông báo, đài thông báo là sẽ có tuyết. Mà lúc đó cái basement mình đã xây cái thành lên rồi. Mà bây giờ nếu mà tuyết mà rơi xuống cái basement như vậy nè, làm sao mà tiếp tục công trình? Thầy trò đi mua 10 cái tấm bạc màu xanh của ở trên Home Depot, lạnh 30 độ mà ngồi mà may khâu cái đó lại, mà để nó thành một cái tấm bự, nó che cả một cái building này. Pháp Hòa nhớ buổi chiều đó công nhân về hết rồi, thầy trò rủ nhau đi Home Depot mua cả chục tấm về, rồi kéo dây kẽm ra rồi ngồi may ở ngoài cái giá lạnh như vậy. Mua cây 2x4, mấy chục cây dựng đứng như nè, để mà căng cái tấm nó lên, mà nó căng hết cái building này nè. Trời ơi, căng xong rồi cũng hạnh phúc lắm, biết rằng là ngày mai là mình yên chí rồi. Tưởng sao 7 giờ sáng ra cây nó gãy, nó sập hết, tuyết nặng quá nó đè gãy cây hết. Mà quý vị biết mấy cây 2x4 nguyên cái building này nó gãy, nó đè tuyết xuống. Trời ơi, bây giờ tuyết ở dưới chưa xong, tuyết ở trên. Lúc đó quý vị biết Pháp làm gì không? Pháp Hòa tuột xuống giống như nít mà nó chơi cầu tuột vậy đó. Tuột xuống đó rồi lấy cái thùng á, múc từng xô tuyết kéo lên đổ. Đâu có máy thổi được, tại vì cái basement đổ lên rồi, thấp quá rồi, máy thổi đâu có được. Đúng một tháng trời, đúng một tháng trời xúc tuyết. Sau khi xúc xong hết tuyết rồi thì cái nền nhà nó bị đông đá, không có đổ được cái nền, cho nên phải đi mướn mấy cái heat. Pháp Hòa nhớ lúc đó là 700 đồng một tuần lễ, 700 đồng một cái heat nha, một tuần 700 đồng, ngày 100, cả chục cái heat về mở, rồi phải kiếm đồ che để không thôi heat nó bay đi hết rồi uổng mình, để cho cái nền nhà này nó tan ra. Khi nó tan tuyết ra rồi thì chuyện gì xảy ra? Sình. Trời ơi, đi lấy giấy báo dò từng cục thấm. Gian khổ vô cùng khi mà xây cái chánh điện, cái chùa này. Nhưng mà cái gian khổ đó mình biết, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cái gian khổ thì nó cũng phải có ngày kết thúc. Nhưng mà cái kết quả mình thấy, vì cái kết quả mình thấy cho nên mình mới chịu cực khổ. Thì mình cũng như thế, không có cái gì mình làm
mà không có những cái bước đầu. Quý vị nấu một bữa ăn có cần chuẩn bị không? Thậm chí chỉ nấu một nồi cơm thôi cũng phải đông đo vo gạo chứ đâu phải cầm lên nấu liền đâu. Muốn nấu một nồi canh cũng phải đi rửa nồi, bắt nước, rồi lặt rau, rửa rau, rồi phải lặt đồ vân vân mới có nồi canh chứ. Chứ đâu phải mà chặt khúc nấu như. Mà cuộc đời này cái gì cũng cho nó vô rõ thì nó còn gì nữa, phải không? Cho nên cái gì nó cũng phải có những cái giai đoạn. Cũng như thế, tam quân là để nhắc chúng ta những cái giai đoạn. Mặc dù bây giờ mình hạ quân rồi nhưng mà nó chưa có tận, phải không? Ráng mà sử dụng cái hạ này cho nó tốt, để nó last longer, nó remain longer, nó ở lại lâu lâu một chút. Cũng giống như á, bữa nào mình nấu nồi canh mà bữa đó mình nấu cái này mà chia ra chừng 5 chén rồi, mà giờ ở đây tới 8 người rồi, thế là phải làm gì? Chịu khó chia, phải không? Nhiều thì mình múc nhiều, bây giờ ít mà phải chia nhiều thì mình phải canh đều mỗi chén. Cuộc sống nó cũng vậy. Lúc mình khỏe trẻ nó khác, khi mà nó tới cái tuổi mà nó cho nên Pháp Hoài cứ nhắc quý cô, nhất là sư cô Thanh Hương, bây giờ cái tuổi cũng bảy mấy rồi, đâu phải như hồi đó nữa, phải không? Cho nên thôi, làm thì cũng vừa chừng, rồi chia việc cho các cô. Cho nên mấy sư cô chưa xuống tóc nè, mấy sư cô trẻ chưa xuống tóc nè, nếu mà cuối tuần mà rảnh thì mình chạy lên chùa, mình phụ hộ một chút. Mà cô mà còn có người chia việc thì cổ last longer được một chút. Mình còn sử dụng cuộc lâu hơn. Còn hễ mà để cổ hết dầu khô cạn quá, lúc đó mình phải vô à. Phải không? Cho nên cái gì cũng vậy. Ê, cho nên á, quý vị biết không, khi mà mình cúng trung nguyên hạ nguyên là gì, để phải cúng. Chữ cúng là gì? Hay là kỷ niệm là gì? Là một sự nhắc nhở. Cúng dỗ ông bà nào ăn mà cúng, nhưng mà nhắc nhở con cháu không có quên cội nguồn, không có quên ông bà. Mặc dù ông bà mất rồi nhưng mà mình không quên ông bà. Mà người sống mà không quên cội nguồn, không quên gốc rễ, không quên ông bà thì người đó mới có truyền thống. Cây không có rễ là cây sẽ chết. Người không có nguồn cội, người đi về đâu? Cho nên ngài nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, ông cũng nói lên cái hình ảnh đó. Lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nói lên những cái câu thơ như vậy. Cho nên mình đâu có muốn làm cô hồn, phải không? Cô hồn là những hồn vất vưởng, không có nơi nương tựa. Mình không có, mình có đàng hoàng. Gọi cho nên lúc cúng vì thương xót những cái người mà không ai thương xót họ cúng nữa hết á, cho phải thỉnh họ luôn. Các vị cô hồn vô tự vô y, không có người thừa tự, không có nơi nương tựa. Cho nên mình sống mình phải có cái nơi nương tựa là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Giống như mình á, đời sống mình là nương tựa gia đình. Mình nương tựa gia đình, chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, con cái nương tựa cha mẹ, đệ tử nương thầy, thầy nương đệ tử. Mặc dù biết bình thường thì thân rất là thân, nhưng mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Nhưng mà cuộc sống chúng ta cũng phải có sự nương tựa. Nương tựa là gì? Không phải là mình dựa cái người đó, nhưng mà mình nương cái oai thần với nhau mà sống. Cho nên trong kinh không, lúc bấy giờ có vị Bồ Tát kia nương oai thần của Phật. Oai thần của Phật là gì mà nói? Tức là nương vào cái sức, nương vào cái năng lượng của người đó mà có mặt. Thường thường người ta lên đứng trước đám đông, người ta nói người ta run. Có người thứ hai đứng yểm trợ, nói cho người đó năng lượng. Anh lên anh đứng với tôi cho tôi có tôi có năng lượng tôi nói. Chứ có năng lượng. Cho nên mình sống là mình nương tựa. Vào khi mình cúng như vậy là để sự nhắc nhở thôi. Nhắc nhở một ngày cũng có 3 buổi, sáng, trưa, chiều. Mà hãy thấy tối là thấy đi ngủ rồi đó.
Thật ra mới nói 3 buổi chính thôi, sáng, trưa, chiều. Ăn cũng 3 bữa sáng, trưa, chiều. Ăn tối là ăn thêm xíu dẹ. Đời người 3 thời, thanh niên, trung niên, lão niên. Một năm cũng có 3 thời, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Cho nên ta ăn, nửa năm ta ăn Đoan Ngọ, Tết Đoan Ngọ. Cuối năm ta ăn Đông Chí, còn mình ăn Hạ Nguyên. Cho nên ý nghĩa nhắc nhở thôi. Và thưa đại chúng, không có cái gì mà chúng ta không có những cái cực khổ để rồi chúng ta đi tới thành công. Có một hôm vua Ba Tư Nặc á, ông đi đến thăm Đức Phật. Đến thăm Đức Phật mà thấy mình mẩy ông bụi bặm không à. Phật mới hỏi, ủa đại vương mới đi đâu về mà người bụi không vậy? Ông mới nói, dạ con mới đi một trận dẹp loạn. Mà dẹp loạn rồi trên đường về tâm tư nó sảng khoái rồi, sẵn đi ngang Tịnh Xá nhớ Phật vô thăm Ngài. Mặc dù bây giờ thân thể con có dính chút bụi bặm vậy mà tâm hồn con sảng khoái lắm. Chứ mấy bữa trước con ăn không được, ăn không ngon, ngủ không yên, tại vì chưa có bình định được mọi việc. Thì Đức Phật mới nói, đúng rồi, cái gì mà trong lòng còn lo lắng, chịu trước là phải chịu khổ, sau mới có vui. Thì Đức Phật mới nói, cũng giống như một người sáng ngủ dậy. Sáng ngủ dậy thì nếu như mà mình sáng sớm mà mình ngủ dậy á, thì phải chịu cực làm vệ sinh, nó hơi mệt nhọc một chút đó, nhưng mà ăn lát nó sạch sẽ. Rồi người mà chịu đói bụng mà muốn ăn á, thì phải chịu khó mà làm. Lúc làm thì hơi cực đó, nhưng mà lát ăn nó ngon, phải không? Lúc khát nước á, thì cũng phải đi kiếm nước uống. Mà có khi mình bệnh mình phải uống thuốc nha. Đức Phật nói bệnh phải uống thuốc, nhưng mà uống thuốc nó đắng không? Uống thuốc khó uống không? Nhưng mà thuốc nó thấm thì hết bệnh. Bốn việc nha. Sáng ngủ dậy là trước khổ sau vui. Muốn ăn mà phải chuẩn bị thì cũng hơi cực, trước khổ sau vui. Bệnh mà uống thuốc thì trước khổ sau vui. Và cuối cùng là gì? Khi mình thành lập gia nghiệp, sự nghiệp của mình, trước khổ sau vui. Ở đây ai mà mở tiệm, ai thôi nói gì mở tiệm chi, dọn nhà thôi. Dọn nhà thôi. Một lần mà dọn nhà là quá chừng không? Nhưng mà sau đó rồi mọi việc nó ổn định hết. Là Phật nói thế gian thường chúng ta có bốn việc: trước chịu cực, sau mới an ổn. Thì ông vua Ba Tư Nặc nghe xong rồi thoải mái rồi, cáo lui đi về. Lúc bấy giờ Phật mới ngồi lại với các thầy. Này các thầy, hồi nãy tôi nói với ông vua Ba Tư Nặc, tôi nói mấy việc đó đó. Bây giờ tôi nói việc của người tu nha. Tới việc của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn có an lạc, chúng ta muốn có bình yên, thì cũng giống như người đời vậy đó. Trước hết làm gì? Phải tu tập phạm hạnh. Tức là cái người tu tập á, trước hết chúng ta phải chịu khó, chịu nhọc. Ví dụ nè, ở trong chùa mà cái mà người ta khó làm nhất là gì? Dậy sớm. Thức khuya thức nổi mà dậy sớm không nổi. Ở đây có ai không? Thức khuya thức cỡ nào cũng được hết đó, mà sáng mà dậy sớm dậy không nổi. Phải không? Khó không? Khó vô cùng. Nhưng mà nếu mình thức khuya được á, hồi nhỏ mà nhớ, hồi nhỏ lúc mà mình làm mấy chú tiểu trong chùa, có một thầy, thầy cũng trẻ, thầy hay giỡn lắm. Mấy đứa nào mà thức khuya chơi, thầy la nha. Mà thầy nói vậy này nè, mấy đứa có sức chơi, có sức chịu nha. Tức là sao? Tụi con mà thức khuya thì mai sáng cũng phải dậy đúng giờ tụng kinh. Nhưng mà quý vị thấy thường thường ở trong chùa là phải tập cho được cái chuyện là thức sớm. Tại vì các tổ là các ngài, cái tâm lý là gì? Cái giờ mà người ta ngủ ngon nhất là cái giờ mà gần sáng, 4-5 giờ. Thường thường mà quý vị mà có lo lắng chuyện gì á, suy nghĩ một hồi, tới 4-5 giờ sáng là sao? Bắt đầu nó mòn mỏi là giờ đó nó ngủ. Thường thường mà có lo cỡ nào lo nha, mà khoảng chừng 4-5 giờ là bắt đầu chợp mắt ngủ rồi. Mà hãy cái giờ đó gì? Phải dậy đi làm,
phải tới giờ làm việc là phải dậy, mà lúc đó là dậy không nổi. Thì ở trong chùa cái giờ đó là bắt phải dậy. Bắt dậy để làm gì? Không có cho mình đi theo cái thói quen thường tình đó. Nhưng mình làm được cái đó, mình trị được cái bệnh gì? Cái bệnh thùy miên, ngủ vùi, ngủ đắm chìm. Chơi cái giờ đó không cho ngủ. Mà còn mấy tổ xưa mà khó nữa đó, không bao giờ cho ngủ thẳng giấc. 9 giờ vô ngủ á, 11 giờ cũng đánh kiểm biểu dậy. Đánh kiểm biểu dậy, ngồi dậy lên, ngồi thẳng lưng lên, bắt đầu quán tiếp. Canh một miên man ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Đọc một bài kệ, ngâm một câu kệ, rồi mình ngồi mình quán. Xong rồi 5 phút, 10 phút vậy đó, nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ đâu được 2 tiếng, ông đánh kiểu vậy tiếp. Một đêm ông làm 5 canh vậy đó. Tại vì sao? Cho nên á, đầu hôm á, hô thiền đọc là sơ canh. Đầu hôm mà hô thiền là gọi là sơ canh, là canh đầu. Rồi canh 2, canh 3, cho đến cái giác mà 4, 5 giờ sáng đọc là ngủ canh. Bây giờ chùa bây giờ người ta từ bi bớt, người ta cho ngủ thẳng 3 canh. Giờ ngồi thiền đọc sơ canh thôi. Rồi tới 4-5 giờ dậy ngủ tụ ngủ canh. Cái mình nói ủa ngủ canh mà con ngủ có ai canh con đâu. Ngủ canh là canh 5. Mà nói tại sao con không thấy tụng canh 2, canh 3, canh 4 mà tụng canh 5? Tại vì canh 5 là cái giờ buổi sáng đó, 4-5 giờ đó gọi là ngủ canh. Ngủ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Canh năm đến rồi, lên cái gối ngồi thiền mà ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, ba nghiệp thân miệng ý mà lắng rồi là sẽ thấy được Phật. Cho nên rồi á, các vị mới cái chuyện mà thức khuya dậy sớm. Rồi gì nữa? Làm việc. Một chú tiểu, một người mà vô tập sự trong chùa tu á, là cực dữ lắm. Tất cả các việc phải biết làm. Chùi nhà cầu nè, quét dọn nè, nấu ăn nè, cắm hoa nè, tất cả việc gì cũng phải biết làm. Tại sao? Tại vì đó là cái cơ hội để mình tạo cái phước. Đó là cái cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Mình nói mình phụng sự chúng sanh phải không? Tu là phụng sự chúng sanh. Bây giờ anh có làm một cái việc cơ bản là phụng sự, anh phụng sự cái gì? Nếu mà anh còn cung phụng cái thân anh, sáng tới tối ăn rồi ngủ không, anh còn cung phụng cái thân anh, thì lấy gì anh phụng sự chúng sanh? Cho nên việc đầu tiên người tu vào chùa là phải chịu cực, chịu khó. Cho nên ở trong chùa không có cái chế độ là Phật tử vô nấu ăn cho mấy thầy từ sáng tới tối. Các thầy phải tự làm. Rồi ai mà may mắn thì có các Phật tử đến phụ thì các vị đó cũng phải phụ. Tức là các vị vô nấu nhưng mình cũng phải phụ. Hôm bữa Pháp Hòa mới nói với mấy chú, mấy cô là Pháp Hòa mới vừa được nghỉ rửa chén ngày Chủ nhật là chừng vài năm gần đây thôi. Trước kia là sáng Chủ nhật tụng kinh sáng xuống rồi là đứng ở dưới bếp rửa nồi rửa chén cho tới 10 giờ rưỡi luôn. Mới được nghỉ mấy sau này thôi là mấy chú vô giúp Pháp Hòa đó. Chứ còn trước kia là mỗi Chủ nhật là phải tuột xuống rửa chén. Quý vị nào mà ở đây lâu năm là sẽ biết mấy chuyện đó. Tất cả những công việc gì trong chùa phải làm hết. Xúc tuyết nè, bây giờ nè, ví dụ mình ở đây có tuyết mình phải làm. Cho nên cái phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là cái đời sống thanh tịnh. Mà thanh tịnh phải ngồi không, là chúng ta phải đồng sự. Chúng ta phải đồng sự. Đó là tinh thần nhiếp pháp của tứ nhiếp pháp. Đó. Điều thứ hai, Mình muốn thứ nhất là trước khổ sau vui đó. Làm chú tiểu cực vậy đó, nhưng mà mai mốt làm hòa thượng khác à. Cho nên thầy Huệ Tạng khôn lắm. Hồi nhỏ thầy 10 tuổi thầy đi tu á, hòa thượng xuất gia cho hòa thượng truyền giới mới nói: bây giờ con nói cho sư ông nghe coi, con đi tu để làm, con muốn đi tu. Tại sao con muốn tu? Dạ con muốn làm hòa thượng. Mới vô tu muốn làm chú tiểu, muốn làm hòa thượng rồi. Bây giờ làm tiểu hòa thượng rồi đó. Đó. Cho nên cái điều thứ nhất của người tu là gì? Là tu tập phạm hạnh. Đó là trước khổ sau vui của người tu ha. Điều thứ hai là phải tụng tập kinh văn. Trời ơi, tu hành mà không chịu học kinh, không gì hết trơn, biết cái gì. Phải không?
Đó. Cho nên phải chịu khó. Một học sinh cũng vậy, học mà không chịu đọc sách. Hôm qua có một em Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái hình qua cái email, chụp cái hình ông bố ông mua một chiếc xe đồ chơi mắc tiền về cho con. Ông cầm ông ngồi ông buồn hiu à. Và cái chú thích là gì biết không? Người cha để dành tiền mua cho chứ con một chiếc xe mà nó không có thèm chơi. Con nít bây giờ nó chỉ có iPad thôi, nó chỉ có iPhone thôi, nó không có chơi với chiếc xe này nữa. Hồi nhỏ mình có xe đó mình chơi không? Làm gì có. Lon sữa bò chơi mút bà tha. Ở đây có ai chơi lon sữa bò? Chắc chắn là phải có thôi. Thời Pháp Hòa mà còn chơi bằng lon sữa bò thì các vị lấy được chơi điện tử đâu chơi phải không? Nhớ cái là tới hồi lễ Trung Thu lấy cái lon sữa bò đục đục lỗ rồi làm bánh xe kéo đi ọc ạch ọc ạch vậy mà vui hạnh phúc. Tới hồi mà buồn quá rủ nguyên đám ra lấy dép tạc lon. Chơi vậy thôi chứ có gì chơi. Rồi thấy người ta ăn hột me, lụm hột me về bún. Vậy đó. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ giờ nó sang hơn mình. Tại vì nó sao biết không? Nó là trước vui sau khổ. Sướng quá cho nên tới hồi nó khổ nó chịu đâu có nổi. Còn mình là từ cái chỗ khổ mình đi lên. Cho nên bây giờ kiểu cực cỡ nào mình chịu cũng được. Có nhiều vị mới lên thang với bà nói trời ơi thầy ơi con sao giờ nó dày vậy. Rồi nói cô biết làm sao không? Tại nó ở trển nó xuống. Còn mình ở dưới mình đi lên. Nó ở trên, nó trên trời nó xuống cho nên nó đâu có thưởng cái khổ. Phải không? Và bây giờ mình ngồi đó mình kể cho nó nghe. Ba hồi đó cực khổ, nghe riết nó chán quá nói bà ơi con không có tưởng tượng ra được. Nó không có những cái hình ảnh đó. Rồi. Cho nên á, mình mà muốn giỏi á, là phải chịu khó học tập. Không có ai mà tự biết hết á. Cho nên Pháp Hòa thấy hồi nhỏ Việt Nam mình ở trong chùa cũng vậy. Cái phương pháp mà dạy học thuộc lòng là hay lắm á. Hồi nhỏ là trong chùa là bắt cái gì cũng phải học thuộc lòng hết. Tại vì chỉ có khi nào mình nằm lòng thì cái đó nó mới đi ra trong sự ứng xử. Mà quý vị thấy một người mà người ta giỏi văn chương, người ta nói chuyện mình nghe thích không? Thích lắm. Ở đây có nhiều cô, nhiều bác giỏi văn chương lắm. Nhất là ca dao tục ngữ. Mỗi lần mà đụng chuyện gì cái nói, ở đây có nhiều cô nói, ví dụ như phải nhờ giả con cái nữa. Qua sông nên phải lụy thuyền, nếu đi đường liền ai phải lụy ai. Rồi vậy nào mà nhớ truyện Kiều coi. Ai mà nói nghe nó chát chúa nói sao? Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng ngút cay thế nào. Nghe thì cũng hay đó, mà nghĩ ngẫm nghĩ rồi đắng lắm à. Rồi người kia khổ quá giờ vui cái xưa sau sầu khổ sau nay vui vậy. Hay là khổ tận đến ngày cam lai. Đó là những câu trong truyện Kiều đó. Rồi có nhiều người khăn khổ nói thôi đừng khổ nữa. Ngài Ôn Như Hầu trong cung Quán Ngâm khúc đã cũng đã nói rồi. Khi mới sanh ra đà khóc óe, đời có vui sao chẳng cười khì. Ai mà vướng danh vướng lợi thì sao? Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dấu. Đó là những cái câu mà hồi xưa nó hay vô cùng. Mà người nào ta thuộc cái đụng chuyện cái người ta đưa cái câu đó ra để làm gì? An cái tâm người ta liền. Thời giờ mình không thuộc ca dao tục ngữ, mình thuộc kinh được không? Được. Quý vị thuộc dùm Pháp Hòa 30 câu Pháp Cú đi. Quyển Pháp Cú có 423 câu mà em chỉ yêu cầu thuộc có 30 câu bỏ túi ăn liền, mì ăn liền. Cái gì nó khổ mình móc một câu đó ra. Thí dụ bây giờ người ta mắng mình, người ta hành hạ mình gì đó, thì trong kinh Pháp Cú có một câu nè. Nó mắng tôi, chửi tôi. Nó đập tôi, la tôi vậy đó. Ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Còn câu nữa,
nó mắng tôi, chửi tôi, nó la tôi, đánh tôi. Không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Mình thuộc vài câu vậy để bỏ túi. Chuyện gì xảy ra ứng xử. Cho nên cái chuyện mà lúc học kinh khổ không? Khổ. Nhưng mà đụng chuyện không có khổ, vui lắm. Nhất là nổ. Hồi nhỏ Hòa học kinh gì nổ? Trời, hồi nhỏ Hòa thuộc nhiều kinh đó. Lúc đó 7 tuổi thôi, đi tụng đám tang mà mình đứng bằng chân người ta thôi, 7 tuổi mà. Trời ơi, mà ráng tụng cho lớn lên để người ta biết là có tôi nữa nè. Có tôi tụng. Đi tụng kinh đám tang mà khoái đi kinh hành lắm, đi nhiễu chung quanh vậy để làm chi biết không? Để có cơ hội đưa mặt mình ra cho người ta thấy. Mình thuộc kinh, cho nên mình thuộc những cái lời kinh đó. Như nãy quý vị tụng, trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và giận hờn. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin hành trì, tập lắng nghe, bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Có nhiều khi ta nói hoài, mình mệt mỏi quá, cái tự nhiên mình hơi thốt cái câu gì đó lên, tự nhiên nhớ lại như Đức Bồ Tát kia. Đức Bồ Tát kia là ai? Ngài Quan Âm. Mỗi lần mình khổ là mình kêu Ngài đó. Mỗi lần mình bệnh là mình lỡ mình rên với Ngài đó. Mẹ ơi con đau quá mẹ ơi. Trời ơi, lên vuốt Ngài thấy thương lắm. Mẹ con đau đầu nó vuốt. May là tượng này không có được vuốt nhiều đó. Quý vị mà đi ra ở Việt Nam mà có nhiều cái tượng, người ta đi ngang người ta vuốt vuốt đi, chỗ nó bóng loáng luôn. Ở bên núi Nga Mi có cái tượng Ngài Phổ Hiền ngồi trên con sư tử cao mười mấy thước. Mình cái đầu của mình đứng là mới tới cái mông của con voi thôi. Đi tới đó là thấy nguyên một con voi sơn rất là đẹp, mà tự nhiên cái mông nó vàng khe. Tại vì ai đi ngang cũng vuốt mông, vuốt xong rồi viên chim cho mảnh giỏi. Giờ Đức Phật nói cái mình mà học kinh trước khổ sau vui, tức là khi mình học cực, không có một học sinh nào mà thành tài mà không có lo siêng năng mà học. Điều thứ ba, tọa thiền niệm kinh. Ngồi thiền, lúc mới ngồi khó chịu lắm, đau chân, đau lưng, mỏi gối, ngứa ngáy đủ thứ hết. Nhưng mà đừng có bận tâm cái đó, cứ vượt nó mà ngồi. Một thời gian sau, có khả năng ngồi tâm định. Ngồi thiền được rồi, cái tâm nó lắng. Và hễ cái tâm nó lắng là cái trí nó sáng. Nó trí, mà trí nó sáng rồi á, mình nhìn sự việc á, không có giống như ngày xưa nữa. Hồi xưa mình nhìn cố chấp, bảo thủ, rồi cái nhìn của mình nó khó chịu, và thậm chí thấy là nói liền. Bây giờ không, tôi đủ định rồi, thấy không cần thiết nói tôi không nói, chưa phải lúc nói tôi không nói, không đúng chỗ nói tôi không nói, không phải người để nói tôi không nói. Còn ngày xưa tôi xả láng, đụng ai tôi cũng quơ, chỗ nào tôi cũng nói. Thành thử riết cái người ta nhìn mình thấy, ôi người này không có chừng mực gì hết. Còn người mà có đủ định tâm rồi, có nhiều khi cái việc đó rất cần nói, nhưng mà nói không đúng chỗ, không nói. Mình nói đúng chỗ á, nó mới có tác dụng. Cũng giống như người ta đói mình cho ăn, thì cái miếng ăn nó quý. Ta no quá trời mà cứ ép người ta ăn hoài, sao người ta chịu nổi. Thì cái món ăn đó dù có ngon nó cũng không ngon, phải không? Rồi điều thứ tư là gì? Đếm hơi thở. Mỗi tuần quý vị chịu khó về đây tối thứ sáu ngồi thiền với người Mỹ. Sáng chủ nhật ngồi có 15 phút. Chưa đủ gì hết trơn. Mắt mới vừa liêm diêm ngủ bị dòi dậy rồi. Nhưng mà mỗi ngày ở nhà mình tập 15 phút. Ngồi thở đi. Hít thở. Quán niệm hơi thở. Tại sao? Lúc đầu mình khó lắm. Khó làm lắm. Khó tập trung lắm. Nhưng mà mình thở được một thời gian rồi, thân thể mình nó bình an trở lại. Đối với thân, mình cũng khỏe lại. Đối với tâm, mình cũng tịnh bớt.
Thì đó là bốn điều mà Phật dạy trước khổ sau vui ở trong kinh mà gọi là kinh A Hàm. Thì vua Ba Tư Nặc đến than với Phật: con sau khi mà con làm được những cái việc kia rồi mệt nhọc vô cùng, nhưng mà giờ người nó khỏe lắm, cũng giống mình vậy đó. Sau khi mình giải quyết được một cái việc gì rồi thì tâm mình nó an ổn lắm, lúc đầu mình lo lắng đủ thứ hết, phải không? Trước khổ sau vui. Thì cái chuyện tu tập hay trong đời sống chúng ta không có ai mà thường thường á, cái gì mà mình khổ trước mình vui sau á, cái này mình quý. Còn cái mà vui trước á, mà mình không biết quý đó, thì cái khổ nó tới. Và kể một cái câu chuyện ví dụ. Thì có cái ông đó đó, ông giàu lắm. Thì đến một cái lúc nọ đó, chiến tranh xảy ra, ông trở nên thành một cái người nghèo khổ. Thì lúc đó ông, nhà ông gần chùa nha, mà không bao giờ ông đi chùa. Thì có một ngày nọ, tới cái hồi mà khổ quá đó, ông lang thang trên đường rồi, đói quá rồi. Bây giờ hồi xưa là ông rất là tự ái, không bao giờ mà vô chùa mà ăn. Nhà mình nhà giàu mà tại sao phải vô ăn chùa, ông nghĩ vậy đó. Nhưng mà tới khổ quá rồi, cuối cùng phải tấp vô chùa xin ăn. Thì hòa thượng mới hấp cho ông một tô cơm. Thì ông ăn khen ngon quá: cảm ơn hòa thượng đã cho con một bữa cơm ngon. Hòa thượng nói: ông không cần cảm ơn tôi, tất cả những cái bữa, những cái cơm mà nãy giờ ông ăn là của ông đó. Trời đất ơi, tôi đâu có giờ tôi cúng chùa gì đâu mà của tôi. Nói: dạ không, tại vì chùa nằm ở cuối nguồn nước nhà ông, mà nhà ông trước kia là phung phí thức ăn lắm, đổ xuống cái đường nước này nè, thì nhà chùa hứng lại hết tất cả những cái đồ ăn đó, rồi rửa, rồi dụ như cơm á, thì chúng tôi rửa sạch rồi chúng tôi phơi khô để dành ăn. Và những cái gì mà ăn được thì nhờ ông cứ đổ vậy đó. Rồi bây giờ đó là chùa mới có dư cái cơm này nè, cái cơm khô này nè, mà cái thời loạn lạc này mà giờ mới sử dụng, bữa nay ông cũng ăn là cái chén cơm của ông thôi. Đó là gì? Trước vui sau khổ. Cho nên vì mình có phước mà mình không có biết, mình không có cái tuệ để mình nhận cái đó. Cho nên Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi vô trong chỗ làm á, mình làm từ ở dưới mình làm lên á, người ta phục. Tại sao? Vì ngọ người này rõ ràng có cái sự gọi là làm cực khổ, mà có cái kinh nghiệm, rồi từ từ người ta cất nhắc lên. Trừ khi nào mình là người giỏi, mình vô mình lãnh cái chức đó thì nó khác. Còn mình không là gì hết, là tự nhiên ở đâu mình hưởng cái danh quá trời to, cái này nguy, phải không? Cái này nguy. Tại vì sao? Cái danh này không phải là phước mà là họa. Tại vì người ta giao cho mình một trách nhiệm mà trong cái đó mình không biết gì hết. Cho nên nó có danh chưa chắc là có phước, mà mình phải ngồi cho xứng đáng với cái danh đó, thì cái từ cái danh nó mới tạo phước. Nhưng mà nếu cái danh đó mà không, mình không biết có cái tuệ để mình nhận ra đó, thì có thể cái danh này nó hại mình. Mà hễ mà thường mà cái danh mà không có tuệ, không có tu á, thì cái danh này nó sẽ hại mình. Một là mình khổ vì danh, hai là mình lấy danh kiếm lợi. Tại vì cuộc đời con người là có danh với lợi đó. Cho nên hôm nay nhân rằm tháng 10, cái thời, cái rằm tháng 10 tức là cái Hạ Nguyên, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng là cái sự thịnh suy của cuộc đời. Mà chúng ta cúng hay là chúng ta cầu nguyện gì đó để là nhắc nhở chúng ta cuộc đời, phải không? Bữa nay Hạ Nguyên phải không? Chừng mấy tháng nữa cái lại trở về Thượng Nguyên, cũng rằm tháng Giêng, rồi cái rằm Trung Nguyên, thí dụ vậy đó. Cho nên tất cả những cái sự xoay vòng này nó là cái bình thường của cuộc sống. Cho nên mình có đã những cái lúc huy hoàng rồi, còn bây giờ là tới nó hiu hiu rồi, tới cái lúc nào mà nó chụp tắt thì bình thường. Hồi sáng có một Phật tử lên sáng sớm, tự nhiên lên gửi gắm Pháp Hòa. Nó: con dặn thầy trước nha thầy. Giữa con với thầy thôi nghe, trời không biết chuyện gì hết. Con nói riêng với thầy nghe, con mà có đi thầy cho con về Tây Thiên nghe. Pháp Hòa nói: trời đất ơi, ai đi trước chưa biết. Chị nói: dạ đúng rồi, nhưng mà thôi con dặn thầy trước cho chắc ăn. Nhậm vận thịnh suy, vô bố quý. Thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Mà quý vị mà thuộc được cái đó rồi á, bữa nay mình vui, ngày mai mình buồn, rồi mình lên mình xuống, mình ta khen mình ta chê mình gì, không có buồn nữa.
mà mình nhìn đời như thị, thấy như là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư thấy vậy đó. Nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Người ta khen là vì sao? Tại vì mình làm xứng ý vừa lòng người ta thôi. Tại vì người ta chê mình, tại vì mình làm đúng ý người ta, chứ thật sự cái chuyện mình làm chắc gì nó đã sai. Nhưng mà tại vì người ta không thích thì người ta chê thôi, phải không? Cho nên hiểu được cái chỗ đó là mình bình an giữa ba thời. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Kính bạch Thầy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đã là Bồ Tát thì sợ nhân gì? Đã là Bồ Tát thì sợ nhân bánh ít trần. Thưa đại chúng, cái câu này là một câu mà chư tổ thường nhắc nhở. Tại sao gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả? Thì vị này mới hỏi, nếu là đã là Bồ Tát thì sợ cái nhân gì? Thưa đại chúng, cái trường hợp này là phải hiểu như thế này. Bởi vì Bồ Tát là những người có trí tuệ, có hiểu biết. Vì người ta hiểu biết, có trí tuệ, cho nên các vị rất sợ tạo cái nhân xấu. Sợ cái nhân này là sợ cái nhân xấu. Vì sao? Vì các ngài hiểu rõ đạo lý của nhân quả là gieo nhân xấu thì quả sẽ xấu. Cho nên các ngài là bậc trí, bậc hiểu biết thì sợ nó mà tránh. Còn chúng sanh ta thì chỉ thích tạo nhân, nhưng khi quả nó đến thì sợ. Có không? Ví dụ, chị ơi chị nín đi, chị nhìn nó đi. Không được, con này tôi phải đập nó một trận nó mới biết. Tức là khi mình, tức là mình bất cần ai có khuyên mình thì cứ nói tôi không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi đánh nó tôi ở tù cũng chịu nữa. Khi mình giận quá cái gì mình cũng nói hết trơn. Mình còn nói tôi làm cho đã nư. Đó, đó là cái cách sống của chúng sanh. Là khi sắp tạo nhân thì chẳng sợ, nhưng quả nó đến thì bắt đầu chạy sợ. Vì sao? Vì chúng sanh mình sống bằng si mê. Si mê là sao? Si mê là chúng ta không có thể thắng được cái giận của mình, không thắng được cái phiền não, không thắng được cái sân si, không thắng được cái mà chúng ta chấp trước. Cho nên chúng ta khi nó nổi nóng lên rồi thì cái gì cũng không cần biết. Hồi xưa có một vị thầy viết một cái bài thơ vậy nè: lửa sân nổi dậy đốt thiên. Lửa sân mà nổi dậy là đốt trời. Lửa sân nổi dậy đốt thiên. Như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này? Có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa? Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Hay là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường tiến thân? Còn mình bây giờ thì sao? Có khi đánh nó ra ngoài. Có khi đánh để mặt mày sợ tôi. Phải không? Cho nên mình là giữa Bồ Tát với chúng sanh, nó chỉ khác ở cái chỗ là giác với mê, chứ không có gì hết á. Tỉnh là Phật, mê là chúng sanh, chứ không có gì hết. Không phải là đi trên bông sen là Phật, đi trên đất là chúng sanh. Dạ thưa không, đi trên đất mà an tịnh vẫn là Phật. Còn mình mua bông gì mình để xung quanh hết đây như là Phật đang ngồi vậy, cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh. Cho nên nói ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chân như vọng động, chân như là Phật, vọng là ma. Cho nên á, người ta thường nói là hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Ngày hôm qua là tâm của dạ xoa, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Cho nên qua cái câu hỏi này, chúng ta phải hiểu là bậc hiểu biết
luôn luôn sợ tạo cái nhân, sợ quả tạo cái nhân xấu đó. Còn người phàm phu không hiểu biết thì bất cần, tạo xong rồi tính sao. Mà tới hồi nghe tới thì chạy. Có nhiều khi đánh người ta xong rồi bây giờ bắt đầu chạy đường và hỏi có cách nào cứu tôi không. Rồi chừng đó bứt tóc, vỗ ngực, trời sao tôi nóng quá, sao tôi làm bậy quá. Thí dụ vậy. Tại ví dụ như bây giờ mình đi chơi cờ bạc vân vân, tất cả những cái chúng ta làm khi chúng ta gieo nhân chúng ta chẳng sợ. Cho nên Phật có nói vậy nè, Phật cứu cái nhân nhưng rất khó cứu cái quả. Cứu sao gọi là cứu cái nhân? Ví dụ như mình sắp sửa nóng cái người khác tới, thôi thôi nín đi, mình nóng mãi mình nói một hồi là đổ chuyện. Ví dụ như trường hợp nè, con cái mình ở nhà, đôi khi mình nóng quá mình nói những cái lời mà làm đổ vỡ. Mày đi đâu mày đi đi, tao không cần mày nữa. Mày đi đâu mày chết bờ chết bụi gì đừng kiếm tao nghe. Thì tất cả những cái lời nói đó mình nói lúc mình giận, nhưng mà trong lòng mình không phải vậy. Mình thương đáo để tao nó xách gói nó đi thiệt. Thì làm sao? Mà khi mình nghe cái khổ của nó nữa thì mình chịu không nói. Vì vậy cho nên xin thưa đại chúng, cái câu này nghĩa là vậy đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là những người hiểu biết, người ta thấy cái quả trước mắt ta sợ lắm, ta không dám. Còn mình là chỉ cần mình vui vẻ là được, mà bất cần cái quả nó tới là gì. Nhất là những khi mình si mê. Chữ mê là không thấy rõ chân lý vậy thôi à. Chứ bởi vậy mà mình tại sao phải nghe pháp, tại sao mình phải tu tập? Tại vì tu tập để mình mở trí, khai tâm, để thấy rõ được mọi vấn đề, để mà chúng ta đừng có đi vào cái tạo nhân. Mà khi cái nhân mình tạo rồi thì cái quả không lường được. Pháp Hòa ví dụ như mình lấy một cái cây đinh, mình đóng vô trong một cái bức tường, sau đó mình nói ôi cha tôi đóng sai chỗ rồi, thì kéo cây đinh ra đóng chỗ khác được, nhưng mà cái tường đó làm sao, nó có lỗ. Cho nên ngày xưa có một người học trò, người con trai, ông già dạy chú này bằng cách đó, là chú này thường hay có cái tánh nói bậy, giận lên là bất kể tôn ti. Thì ông già mới dẫn chú ra lấy cái đinh đóng từng lỗ trên cái hàng rào, sau đó biểu chú nhổ đinh ra. Thì người cha mới nói con thấy không, con đóng vô rồi con dở nó ra vẫn được, nhưng mà tất cả mỗi cây cột này đều bị một cái lỗ hết. Một lần khác người học trò tới gặp một người thầy, thưa thầy con cái tánh cái gì cũng được, mà con có cái tật nóng, con nói tầm bậy tầm bạ, bây giờ làm sao để mà con xin lỗi. Người thầy mới đưa cái gối, biểu người học trò cắt cái gối ra rồi tung cái bông gòn ở trong cái gối đó. Sau đó biểu người học trò thu lượm lại hết. Thưa đại chúng lượm hết không? Không. Thì người thầy nói cũng như thế. Có những điều con đã nói, con đã làm, con hối hận thì cũng được, nhưng không thể nào con lượm lại hết tất cả những gì con đã tung ra. Cho nên qua cái câu này thì chúng ta nhớ là người hiểu biết thì sợ nhân, kẻ mê lầm thì sợ quả. Nói theo câu chuyên môn nhà Phật là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Còn nếu dựa theo câu hỏi này, nói Bồ Tát rồi mà còn sợ nhân gì nữa? Dạ không, càng Bồ Tát thì phải càng sợ. Tại vì sao? Bất cứ ai, dù là Bồ Tát hay dù là chúng sanh, một khi tạo nhân xấu thì chúng người khác vẫn hưởng cái quả xấu như thường. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ đi. Bây giờ đại chúng thương Pháp Hòa và quý vị tin Pháp Hòa nhất so với một cái người bạn của mình. Nếu Pháp Hòa có ý xấu, Pháp Hòa thọc mạch cái chuyện của hai người, quý vị phải tin Pháp Hòa hơn chứ. Quý vị nói không lẽ ổng tu mà ổng nói dốc, tu tin ổng hơn. Mà đâu biết được ông này ổng quá trời ổng quá đất. Ổng đông bị thóc thọc bị gạo quá trời, ổng dựng chuyện tùm lum.
nhưng mà do cái tướng của mình, do cái tướng của mình người ta tin mình, cho nên nếu mà một vị này mà không có tu tập thì vị này cũng có thể nói và làm việc xấu. Cho nên cho dù mình có hình tướng là người tu nhưng ngày ngày không tu thì cái tướng tu này nó không đủ. Phải tâm tu, tướng tu chưa đủ. Cho nên nếu mà tâm không tu á, thì cũng có tướng đầu tròn áo vuông vậy đó, mà hung dữ, mà tánh tình kỳ cục, cố chấp, ganh đua, phiền não sân si đủ thứ. Cho nên mình tu là tu cái tướng và tu luôn cả cái tâm. Mà nó đặc biệt một cái là tâm tu tướng chuyển. Tâm tu là tướng chuyển. Cho nên thế thì tại sao nhà Phật chúng ta cứ nhắc nhở chúng ta là phải trở về chuyển cái tâm. Cho nên quý vị nào mà nói tôi tu tâm, tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay, nghĩa là người đó tu cao lắm đó. Tu cao lắm đó, mới thấy được tâm mình là gì mà tu. Tất cả những các pháp, các cách, không có cách nào không nhằm một mục đích là chuyển tâm. Mà tâm chuyển thì cảnh chuyển. Ví dụ như tâm mình bây giờ chuyển rồi, về nhà không có nóng nảy la ó người này người kia, tự nhiên cái nhà mình cái không khí nó khác. Còn cái tâm mình mà cứ thích la ông sùm thì cái nhà này ồn náo. Thì cái đứa con á, nó nói mày đi đâu mày đi hoài, mày có biết cái nhà này là cái nhà mày không? Nó nói dạ nhà, nhưng mà nhà lửa. Thì nó không cảm thấy, nó không cảm thấy sự bình an khi trở về cái nhà này. Cho nên mặc dù chỉ là cái nhà để ở, nhưng nếu tâm của mỗi người ở trong đó không chuyển thì cái nhà này nó toát ra rất nhiều cái khí không có lành, thì chúng sanh khác nó sense được, nó ngửi được, nó đi hết. Cho nên các vị mới nói, có nhiều vị nói tu đừng có ăn tỏi, đừng có ăn hành. Hỏi sao vậy? Mình tụng kinh đó, Phật Bồ Tát không dám tới gần, tại vì mình stinky quá, mình hôi quá. Dạ thưa đại chúng, nó cũng vào ý một phần thôi. Bởi vì tỏi hành thủy chung nó là rau củ, và trong hành và củ nó cũng, hành và tỏi nó cũng có chất thuốc. Nhưng nhớ là chúng ta chỉ cần dùng khi cần thôi, còn lúc không cần thì mình là người tu mình nên giảm, nhất là các vị xuất gia. Bởi vì cái đó nó có cái chất nồng và chất kích thích, người xuất gia nên giảm nó thì tốt. Ví dụ như người đời, người ta còn có cái gì Chanel để người ta lỡ mà người ta có hôi thì người ta rưới vô. Còn mình là người xuất gia mà xịt cái đó ta nói cha sang nha. Thành thử ra lỡ mà hôi, cái mồ hôi mà hôi thiệt rồi không có đồ sức. Cho nên tránh đi. Thành nên nó cũng có cái trường hợp ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn người ta, người khác ở trong nhà mình thì cái nhà đó phải nhất định là nó tỏa ra được khí lành. Còn nếu cái nhà đó nó tỏa ra khí của sân si, con mình nó cũng không muốn về. Cho nên người khác không muốn về nó cũng phải có duyên do, chứ không phải tự động. Rồi tại sao mình, người khác không dám tới gần mình, nó cũng phải có nguyên do. Nhiều khi tâm tánh mình kỳ cục, mình nay buồn mai giận, mình trách mình hờn riết, người ta sợ mình, người ta không dám nói chuyện với mình. Thành thử ra chính căn nhà này, mình cũng là một căn nhà đây, mà nếu căn nhà này không được chuyển hóa thì cũng không ai dám tới gần. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng có căn nhà đây. Cửa này là cửa chính nè, đây là hai cửa sổ nè. Đây tổ nói à, chư tổ nói đó, miệng người là cửa đền vua, phải mua, phải ngăn, phải giữ kẻo mua tai nạn. Đầu là cái mái, mắt là cửa sổ. Cho nên người ta nói mắt em là cửa sổ tâm hồn. Người buồn nó hiện lên mắt, người vui nó hiện lên mắt, thậm chí cười thật tươi nhưng mà cặp mắt không có cười. Người ta, cái người tinh lý người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái diện của mình nó biểu lộ, sắc tướng mình nó biểu lộ. Có nhiều người bữa nào mà sự tu tập nó thay đổi, tâm không bình an, nó hiện lên nét mặt chứ. Nhìn chị hôm nay không có tươi, người thấy có vẻ lo lắng, rầu rĩ. Đó, cho nên đại chúng nhớ,
đừng có nghĩ rằng cái có thể câu này được hiểu là ô đã là Bồ Tát thì mắc gì sợ. Dạ không, ai cũng vậy thôi, chưa chứng thánh thì không thể tin tâm mình. Có một cái ông đó, ông làm quan Thanh Liêm đó, ông không có ăn hối lộ của ai hết. Cho nên rồi khi ông về hưu đó, hàng xóm mới tới hỏi bà vợ ông, không dám hỏi ông sợ ông từ chối, muốn có món quà tặng cho ông. Thì bà nói cái tuổi ông xong rồi, bà nói ông tuổi Tý, cho nên hàng xóm mới hùng vàng lại làm cho ông con chuột bằng vàng tặng, mà không dám đưa ông, đưa bà vợ cất. Đi về quê ở mà ngày nào bà cũng có tiền mua rau cải để ăn. Thì ông mới hỏi, tôi làm quan không tham, về hưu cũng không có nhiêu tiền, bà ở đâu có tiền mà mua đồ ăn hoài vậy? Bà mới nói, bữa nay ông hỏi tôi mới dám nói nghe. Tại vì ông làm quan Thanh Liêm tôi không có dám nói. Nhưng mà hồi lúc ông về hưu, hàng xóm hỏi ông tuổi gì để người ta tặng quà. Tôi nói ông tuổi Tý, cho nên họ tặng cho ông một con chuột bằng vàng. Nhờ vậy mà ngày nào tôi cũng cắt miếng tôi đem đi bán, có tiền mua rau mua thịt cho ông ăn. Ông nghe xong đập bàn cái bóp, tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu? Tuổi Sửu là tuổi con gì? Mà con trâu so với con chuột ba lớn. À, lúc này ổng bắt đầu mới nổi cái tâm gì? Tâm tham. Sao bà không nói tôi tuổi Sửu, nói chỉ tuổi Tý để nó tặng của con chuột con chút. Nếu bà nói tôi tuổi Sửu là tuổi con trâu thì họ sẽ tặng cho tôi nguyên một con trâu bự để ăn tha hồ. Câu chuyện vui, nhưng để nói lên cái gì? Người chưa đạt tâm, chưa thành đạo, đừng có tin tâm. Cho nên người nào mới nói tôi bây giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi, thử mới may cái áo tràng mà mất coi. Trời, đi lợi chị cho em coi áo em. Sao chị mặc cái vải giống áo em? Vậy quý vị hiểu câu này chưa? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. À, câu hỏi thứ hai. Ngài Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng có hình tượng Phật trên đầu, đó là Phật gì và ý nghĩa là sao? Thì thưa đại chúng, cái này là dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi mà nói đến hình tướng của các vị Bồ Tát đó, thì đặc biệt Đức Quan Âm á, ở trên cái mão của Ngài có một vị Phật ở trên đó. Vậy thì xin thưa, tại sao Bồ Tát mà lại có Đức Phật trên máu? Đó là hóa Phật. Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, bất cứ Phật gì. Nhưng mà ở đây nói cái chữ Phật là nói tới cái giác. Quan Âm Bồ Tát là thể hiện hạnh từ bi. Nói một cách khác là tất cả Bồ Tát lăn xả vào đời để làm việc đạo, thì nhớ lúc nào trên đầu mình phải có Phật. Để chi? Để mình luôn luôn lấy tâm Phật làm tâm mình, để phụng sự chúng sanh. Hiểu ý không? Ví dụ như hồi nãy đây, ví dụ như bây giờ, hồi nãy đây nguyên cái đạo tràng áo vàng đây nè. Đó, thì các vị đó là Bồ Tát đó. Nhưng mà nhớ, cô nào chú nào ra bưng cơm bưng nước phải có hóa Phật trên đầu. Mình đưa hộp cơm cho anh ta, cô ơi cô mời cô dùng cơm, cô ơi cô, tôi cô cho tôi một hộp nữa đâu, ăn gì ăn dữ vậy. Thì nếu mà mình mà không có quá Phật mình nói vậy đó, cái nếu mà mình có quá Phật mình nói khác. Vậy hả cô, mà cô có dùng chưa, tôi ăn hộp cơm rồi. Vậy cô chờ nghe, con điên vòng, nếu còn thì con mang lại cho cô, tại bây giờ đang phát cơm con không biết còn không. Nói một câu chưa biết cho không, mà nói một câu ta nghe ta mát. Lát nữa mà có bưng hộp nữa ta cũng tự ái ta không ăn. Nó rồi. Nhưng mà nếu mình nói câu khác, mình có thể mình không cho cũng được nữa. Như nói sao mà ta nghe, mà ta cảm thông. Cô ơi cô thông cảm, con chuẩn bị có 800 hộp mà giờ tới 1000, tụi con đang chạy cho những vị chưa có.
Rồi cô, con biết cô chưa no mà con để con tìm món khác cho cô dùng đỡ, vì con không đủ cơm. Hoặc là thậm chí không cho cũng được nữa. Mà ta nghe mình nói cho ta biết ông này có quá Phật. Hiểu chữ quá Phật không? À, mình mang thân chúng sanh làm việc Phật, lấy cái quá Phật làm tâm mình. Cho nên khi nào á mình làm việc gì mà mình buồn á, quý vị cứ theo Pháp Hòa làm đi, nghĩ tới Tam Bảo. Có nhiều người người ta đối xử mình dở lắm kìa, tệ lắm, nhưng mình không buồn họ đâu. Tôi làm cho Tam Bảo, tôi làm cho Phật Pháp, tôi không làm cho anh, cho chị, cho thầy, cho cô. Tại vì nếu mình cá nhân mình làm dễ giận lắm. Tại chúng sanh làm gì cũng có chuyện giận hơn nhau. Thôi thì cứ lúc nào cũng lấy Tam Bảo. Cho nên hồi nhỏ Phó Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa thích câu đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Anh ở trong cõi luân hồi nhưng anh siêu thoát rồi, tại vì anh đã lấy Phật làm tâm anh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa nhớ hai câu đó vậy đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Ở trong cõi luân hồi mà anh không bị luân hồi làm khổ. Luân hồi là gì? Là một vòng xoáy của mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mỗi ngày mình cứ chao đảo. Còn nếu mà mình dừng được, vượt thoát. Nói vậy chứ không phải dễ. Đó là một sự thực tập. Thí dụ là ở hay làm buồn, có buồn, nhưng đừng để cái buồn lâu bằng cách là quán chiếu. Thôi vì Tam Bảo mà làm. Quý vị tụng chú Đại Bi đó, chú Đại Bi nó có một câu, câu gì nhớ không? À, tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà là gì? Tát cho bà biết. Không phải. Dạ, nó tát cho bà biết tay thôi. Tát bà là một câu tiếng Phạn được phiên âm lại, nghĩa là gì? Theo cái nghĩa của chữ đó là gì? Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Cho nên tất cả câu thần chú cuối cùng câu nào cũng là ta bà ha. Ta bà ha là gì? Vui quá, mừng quá, tôi đã đến được bờ bên kia. Tôi đã vượt được tất cả mọi chông gai để đến được chỗ viên mãn gọi là ta bà ha. Vậy được chưa? Đều Phật. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta, mình không có đeo quá Phật ở trên đầu, mà mình đeo Phật ở đâu? Ngay ngực nè. Cho nên mình mới đeo cái tượng Phật đó. Mình đeo tượng Phật là nhắc nhở mình. Trời ơi tôi tức quá mà. Vừa dỗ đây cái dỗ nhầm Phật. Phật nói tôi hơi đau. Cho nên mình đeo Phật ở đây cũng có cái nghĩa để tự nhắc mình. Lỡ lúc nào mình quá đổi đi nữa, nhìn Phật, oops. Đeo Phật bự quá mà chửi cũng to ghê nha. Phật đeo ở đây, bây giờ Phật cũng chưa yên đâu, Phật vô xe ngồi luôn. Phật vô xe ngồi là để nhắc nhở mình, lái chậm chậm con, nhường nó đi con. Trời ơi con vượt đèn đỏ, Phật lắc muốn chết. Để Phật trong xe mà lái ẩu quá. Còn tại bảo đảm Phật bảo hộ cho mình rồi. Trời đất ơi treo Phật lái từ từ, chứ mà lái kiểu đó Phật ngất ngư. Có nhiều bữa lái xong thắng cái két. Phật văng xuống, lượng gắn lên. Bữa khác cái ông mà ông làm tự Phật, ông nói nắng tôi để đâu.
Nếu để trong chùa thì tôi chịu, mà để trong xe miễn. Trời ơi, nó lái tôi chịu không nổi. Vậy mà tới hồi lãnh một cái tiếp kịch Phật khổng linh. Treo Phật trong xe là để nhắc mình. Treo Phật trong xe là để nhắc mình nhường người ta một chút. Thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, lùi một bước biển rộng trời cao. Ham chi một chiếc để xe banh tành, rồi rủi ro tai nạn chỉ vì hơn một chiếc xe. Mà xin thưa đại chúng, cuộc đời này nhiều khi mình hơn một người mà mình vẫn thua cả vạn người. Đó, lái hơn một chiếc xe mà ở trước mình cũng cả ngàn chiếc xe chứ bộ. Không bao giờ mình hơn ai đâu. Mình hơn được một người này thì cũng có người khác hơn mình. Thì hơn chi cho Phật rớt đất, không tốn tiền. Bây giờ quý vị thấy hóa Phật chưa? Hiểu hóa Phật không? Bây giờ nếu mà mình đem Phật mà treo ngay đây tại này hơi hơi à. Chị này chỉ hơi hơi à. Đeo Phật đây. Nhưng mà đã đeo ở đây rồi á thì là đeo để biểu tượng. Trời đất ơi, tôi đi vô nhà vệ sinh á, tôi sợ Phật mang, tôi sợ mang tội, để tôi ngậm Phật miệng. Trời đất ơi, Corona, Corona. Ngồi cách đây mà thở kho sặc sụa đây, mà có người còn che miệng mà đưa Phật vô miệng luôn Phật đó. Kỳ này trúng thiệt rồi. Có nhiều vị sợ vậy đó. Sợ đem vô kia có tội dơ. Xin thưa đại chúng, cái cõi này là cõi uế. Cả chỗ chúng ta ngồi là cõi uế, chỗ nào sạch đâu. Bất quá mình ngửi chưa ra thì mình kêu là thơm thôi. Chứ còn đối với mũi của bậc thánh thì cõi này là cõi uế. Anh xịt cỡ nào tôi cũng thấy hôi. Hiểu ý không? Cho nên đối với Phật các ngài rành mình quá rồi. Mình không cần phải làm gì hết á. Cứ đeo bình thường. Chịu khi mình làm cái gì là một biểu tượng thôi. Ví dụ như bây giờ cái chánh điện chùa mình có một cái chánh điện thôi, thì có những cái lễ gì mình cần sử dụng chánh điện mà không thể mất trang nghiêm trước Phật, thì mình mới làm cái bức màn, mình kéo, mình che Phật lại, để ở phía trước đó mình làm gì gọi là khuất, để mình đỡ cảm thấy khó chịu thôi. Chứ đâu phải mình làm vậy cái rồi đó Phật không thấy gì hết đâu, ngoài này tự do đi. Mình làm gì mình không qua được mắt Phật. Tất cả chỉ là biểu tượng. Vậy thì hôm nay quý vị hiểu được chữ hóa Phật rồi ha. Ừ. Trong một cái bài sám niệm Phật có câu á: các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm đâu Phật đó khỏi cầu đâu xa, niệm Phật chắc Phật rước ta, thì bông sen đó một tòa thảnh thơi. Mình tu tập rồi, các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, mà thật tâm mình lúc nào cũng niệm Phật, thì lời nói mình ít nhiều cũng phải có chất Phật, hành động mình ít nhiều phải có chất Phật. Rồi thôi, giải quyết được câu đó rồi đó. Con thấy trên net có nhiều thông tin là có nhiều thông tin là một cách chống vi khuẩn corona là niệm chú Đại Bi. Con không biết khoa học có kiểm chứng không. Cái này em nói thiệt, em không biết, mà em cũng không bảo đảm. Nếu mà tụng chú Đại Bi mà qua mà chống được vi khuẩn thì
Phật giáo Trung Quốc ta làm rồi, đâu tới đợi mình ở đây ngồi bàn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận và không tin. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta làm như là tụng kinh, trì chú, hồi hướng, đó là cái tâm lành của chúng ta muốn hướng về cõi khổ. Người ta hết khổ không? Mình chưa biết, tùy vào năng lực tu tập của ta. Nhưng giây phút chúng ta lấy cái tâm từ bi mình hướng về cõi khổ là tâm mình sẽ giảm khổ. Tha nhân chưa, mình độ tha chưa biết được không? Nhưng mà ý niệm tu tập khởi lành là mình đã tự độ. Ví dụ này, tôi chắp tay niệm Phật cho anh được hết bệnh nghe. Lấy tâm lành, đem hết tâm lực vô. Con xin trì tụng Đại Bi Thần Chú, niệm Phật Quan Âm, nguyện hồi hướng công đức đến cảnh khổ đó, người bệnh, người chết, vân vân. Mình đem hết cái năng lực, đạo lực của đại chúng. Bây giờ cả ngàn người ngồi đây, mỗi người một tâm niệm lành, nó tạo sức mạnh cả ngàn niệm lành. Nhưng ngược lại, nếu Pháp Hòa khởi một niệm ác, Pháp Hòa nói đại chúng ở đây cả ngàn người phải chống người đó, phải chửi người kia, quý vị sẽ làm theo Pháp Hòa, thì tâm quý vị cũng đang khởi niệm bất thiện. Cái gì nó cũng có cái lực của nó. Nhưng mà niệm thiện thì chuyển hóa. Niệm thiện thì chuyển hóa. Cho nên mình có thể xoa dịu được người khổ do âm thanh của mình, do năng lực từ bi trong lòng ta. Nhưng mà cái đó nó, đó là năng lực cầu nguyện. Chứ không phải mình nói là tụng vậy cái là ở chỗ đó sẽ hết bệnh. Nhưng mà tại sao gọi là tụng đại bi? Không phải riêng đại bi mà bất cứ cái gì. Thí dụ quý vị niệm Quan Âm, có những người đã đạo thuộc chú Đại Bi, ta niệm Quan Âm Bồ Tát, thậm chí quý vị tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, vân vân. Tất cả nó xuất phát từ tấm lòng năng lực của chúng ta, ít nhiều gì có làm cho đạo tràng thanh tịnh. Quý vị thấy, thí dụ như trước đây ở đây là một cái nhà hàng, thì đã là một cái nhà hàng thì buôn bán thực phẩm. Nhưng hôm nay tất cả cái uế trượt của nơi này đã được tẩy bằng mỗi thời kinh của đạo tràng đây mỗi ngày. Cái năng lực mình bước vô giờ nó khác chứ, cái không khí bây giờ nó khác chứ. Đó, cho nên mình không, mình được, mình nói thì mình phải nói cái sự tu tập, cái sự thực tập, chứ không phải để cho mình, người ta gieo rắc người ta một cái kiểu này thì người ta chưa hiểu được cái sâu lý đó thì ta dễ hiểu lầm. Cũng giống như cái câu này nó cũng tương đương như cái phẩm phổ môn vậy đó. Người nào mà rơi trong hầm lửa niệm Quan Âm là liền lửa liền tắt, là ở trong cái chỗ mát mẻ. Thì bây giờ mình phải hiểu lửa đó là lửa sân si, lửa phiền não, chứ không phải là cái lửa đốt bên ngoài. Mà cái lửa đốt bên ngoài nó chỉ cháy cái thân thôi, còn cái lửa sân si nó cháy tâm, cháy hạnh phúc. Tại vì tâm mà cháy rồi thì nói lời bất an, lời bất an thì hạnh phúc tan vỡ. Nó còn nguy kịch hơn cả cái kia nữa. À, con xin hỏi thầy, tu làm sao mà đúng và tu làm sao mà sai? Làm sao có thể thấy được sự an vui và hạnh phúc trong đời này? Khi mà mình nhận được những hạnh phúc mà chúng ta đang có, đó là tu đúng. Còn mình không nhận diện được những hạnh phúc mình đang có thì sao kêu sai? Thật ra chẳng đúng chẳng sai gì hết á. Nhưng mà khi mình không nhận diện ra được hạnh phúc rồi thì hạnh phúc có gõ cửa thì chúng ta chẳng biết nó là cái gì. Trong kinh Bát Vụ Phật có nói câu chuyện này nè. Phật kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông có một đứa con trai. Thì bữa nọ ông đi ra ngoài làm ăn, rồi đi sớm gì đó, thì ở làng ông bị cướp và họ đốt làng.
Thì trong khi đốt làng như vậy thì đứa con trai ông nó đã đi chơi ở làng sơ kế bên mà nó khóa cửa lại, hay là nó đóng cửa sau đó, thì cái cửa đó được một cái đứa nhỏ khác nó chạy vô, thì cái làng bị cháy và đứa nhỏ đó cũng có một đứa nhỏ chết trong căn nhà đó. Thì cái ông này ông về tới nhà ông ôm một cái xác chết đó, ông tưởng là con của ông. Ông khóc quá chừng và ông thiêu nó xong, ông để nó vào một cái hũ và ông ôm một cái đứa con, cái đứa nhỏ hàng xóm đó, ông khóc. Thì một hôm nọ nửa đêm ông đang ngủ thì con ông nó đi về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi, ba mở cửa cho con vô. Thì ông ở trong nhà ông vọng ra, đứa nhỏ nào mà nó bất lịch sự vô duyên đến thế, nó cười trên sự đau khổ của tôi, nó đến đây nó trêu ghẹo tôi, con tôi chết rồi, đây đây con tôi nó nằm trong cái hũ này đây. Và mặc cho đứa con gõ cửa cỡ nào ông cũng không mở, cuối cùng đứa con đành thui thủi ra đi. Thì kể xong câu chuyện, Đức Phật nói chúng sanh ta cũng vậy, chúng ta cứ ôm chặt những cái cố chấp, những cái kiến thấy của mình, hạnh phúc có tới gõ cửa mình cũng không biết đó là cái gì. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây có hạnh phúc không? Có, mỗi người mỗi hạnh phúc. Ví dụ như bác 80, bác nói trời ơi bác không khỏe con ơi, bác đau nay khỏe mai, nhưng giây phút này bác không đau không gì hết, bác ngồi được đây từ sáng tới giờ là bác hạnh phúc rồi. Người kia đau lưng, đau chân, đau cẳng gì đó mà ngày nào mình không đau nhất, ngày đó hạnh phúc. Cho nên thật sự tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có hạnh phúc hết. Cái quan trọng là mình có biết nhận diện hạnh phúc không? Nếu mình không biết hạnh phúc là gì thì cho dù hạnh phúc có trước mặt mình cũng không biết nó là gì. Pháp Hòa ví dụ có lần Pháp Hòa đi Đài Loan, thì tới cái phi trường có cô kia cũng ngồi bên cũng nhìn nhìn, thầy sao nhìn giống thầy Pháp Hòa quá. Thế Hòa nói ồ vậy hả cô? Dạ cháu không biết. Cô biết thầy hả? Mà sao thầy nhìn giống thiệt á. Cái bạn của cổ đó, ê ê bà coi ông thầy này ông giống thầy Pháp Hòa không? Rồi cứ ngồi chuyện nhau mà nói chuyện cả buổi vậy. Vậy thì mình chưa bao giờ gặp thầy Pháp Hòa, thì thầy Pháp Hòa có xuất hiện trước mặt mình cũng ngờ ngợ không biết. Cũng như vậy, nếu mình nói là tôi đi tìm hạnh phúc mà mình không hề biết hạnh phúc là gì, thì cho dù hạnh phúc thật sự có xuất hiện mình cũng để trôi qua mà không biết nó là gì, tại vì mình chưa bao giờ nhận diện hạnh phúc. Vậy thì mình nhớ là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mắt còn thấy, chân còn đi được, ăn còn biết ngon. Mặc dù hồi xưa ăn một chén cơm, bây giờ còn xuống nửa chén, nhưng mà nửa chén cơm vẫn đủ và mình ăn thêm những cái khác. Mặc bây dù bây giờ không còn thấy rõ nhưng vẫn còn thấy. Nói chung là mình phải biết hạnh phúc theo từng tuổi tác, từng sức khỏe của mình, để mình an vui với những gì chúng ta đang có. Thở đều là theo bước thảnh thơi, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Thật ra nói cho cùng á, đúng sai là do mình nhận, chứ còn cuộc đời này có khi nó đúng với người này mà nó sai với người khác. Pháp Hòa ví dụ bây giờ cái người đó á, người ta mới bắt đầu tập tụng kinh, người ta không có biết thỉnh chuông mỏ, người ta tụng không có chuông mỏ gì hết. Cái mình nói tụng vậy không được đâu, tại vì theo tôi biết là phải có chuông mỏ Phật mới nghe, còn chị không có chuông mỏ mà sao Phật nghe. Thì mình cho người ta tu sai. Nhưng mà thật sự có sai đúng gì đâu. Thứ nhất, có thể người này không biết thỉnh chuông mỏ. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình người ta không cho phép, con cái người ta có những cái hoàn cảnh. Cho nên đúng sai là tùy theo mỗi người nữa. Nhưng ở đây tạm nói cái đúng là đúng như thế này: đúng lúc, đúng việc, đúng thời gian, đúng sức khỏe,
và chúng ta biết nhận chân những gì chúng ta đang có. Có nhiều vị khóc, nói ước gì gặp thầy sớm hơn. Bây giờ 70-80 mới được gặp thầy, tu muộn. Pháp Hòa nói muộn vẫn còn hơn không. Mình phải biết là mình tu bất cứ giây phút nào, tỉnh lúc nào tu lúc đó. Cho nên quý vị đừng có lo. Cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện hạnh phúc. Mà đạo Phật mục đích không phải tu để chờ chết để hạnh phúc, mà phải hạnh phúc ngay trong giờ phút chúng ta đang sống đây. Như vậy thì nhờ thầy chỉ dạy cho con thêm sao cho đúng, vì khi thiền đầu óc con cứ chạy lung tung. Dạ không có sao, bởi vì cái tâm ý của chúng ta là cái tâm ý lung tung. Chính vì vậy cho nên mình cần tu, cần ngồi thiền, cần niệm Phật. Nhưng cái chúng ta cần làm là vậy nè: khi chúng ta ngồi niệm Phật được 5-10 câu, cái tâm mình nó nhảy ra, nó sẽ chết mồ rồi, nãy không biết đôi dép để đâu. Thấy không? Nhớ trực lại, thôi giờ ngồi đây rồi ra kiếm dép cũng đâu có được, thôi ngồi đây yên để nghe. Cứ khi nó khởi kéo nó về, khi nó khởi kéo nó về, đến khi nào nó lớn khôn, nó thuần thục giống như đứa nít thôi à. Nít nhỏ nó không ngồi yên, nhưng lớn lên nó tự nó ngồi, tại giờ nó thuần rồi. Thấy không? Quý vị đừng có sợ mình nghe kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh mà tâm lung tung rồi có tội. Không có tội gì hết á. Mà thật sự lúc đó mình mới biết rằng ồ, bây giờ tôi biết tại sao cần tu, tại sao cần ngồi thiền, tại sao cần niệm Phật, là bởi vì chúng ta lăng xăng quá, chúng ta rộn ràng quá, cho nên chúng ta cần cái này. 10 phút đỡ hơn không có phút nào. Rồi ngày mai mốt được, tôi ngồi bây giờ được 15 phút rồi đó, đỡ lắm. Cho nên càng lăng xăng thì càng phải tu nhữ nữa. Quý vị đừng tưởng quý thầy giờ tu giỏi nha, quý thầy cũng lăng xăng lắm, nói thiệt vậy đó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người đang chuyển hóa, cho nên tâm chưa thuần thì chúng ta vẫn còn tu. Cũng như uống thuốc mà chưa hết bệnh thì chúng ta vẫn phải uống thuốc. Bạch thầy, cho con hỏi, nếu mình có nhiều tiền, ngoài việc đi làm phước rồi, nhưng mình còn dư tiền, những lúc rảnh đi casino, đánh bài thua tiền, vậy mình có tội không? Đạo hữu này rất thật tình. Có tội chứ. Có tội là dư không đưa em. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi tại ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mà mình có dư tiền, thật sự ra còn rất nhiều việc để làm. Thưa đại chúng, nếu mà nói làm phước mà dư thì không đúng đâu. Tại vì cái khổ của con người hiện tại nhiều hơn người giàu có. Thế giờ chúng ta có bạc triệu muốn làm phước, vẫn có chỗ để làm. Quý vị biết cái dịch lần này đó, ông Bill Gates cho 100 triệu. Thế bây giờ mình có 1 triệu không? Ví dụ mình nói tôi có 10.000, làm phước hết 7 còn 3, rảnh quá đi ra kia chơi chi cho nó uổng. Thật sự còn rất nhiều chỗ để làm. Mà thực tế nhất là đây nè, ở đây đang xây tăng xá nè, dư nhiều đưa lên đây. Không
không có ai bắt tội mình hết, không có Phật trời tiên chúa nào bắt tội mình hết á. Nhưng mình làm cái gì mà không đúng với cái bản hoài của mình thì cái đó tội. Tội là gì? Là sự chìm đắm, sự dày dò, sự rai rứt, sự đau khổ kêu tội. Chứ không ai bắt phạt gì mình, nó tiền mình xài chứ ai có quyền bắt tội gì. Nhưng nó không xài không đúng thì anh dày dò tâm khác. Có nhiều người thua xong rồi nói trời ơi tôi biết tôi thua vậy tôi cúng chùa. Lúc còn không cúng. Làm thế nào để tâm yên? Khi con nghe thuyết pháp thì tâm con rất yên tịnh, nhưng sau đó thì .. Thôi cũng được, lúc nghe pháp tâm yên là được rồi. Thật sự ra thưa đại chúng quý vị, chỉ cần quý vị tập vậy nè. Việc gì làm mình rõ ràng việc đó, nghe pháp thì là nghe pháp, nấu cơm nghĩ chuyện nấu cơm, không bao giờ mình dứt sự suy nghĩ. Nếu mình dứt suy nghĩ mà vẫn làm thì mình là con robot, làm mà không có feeling, làm không có ý thức, không đúng. Tu mà để biến mình thành tới không ý thức, vô tri vô giác là không đúng. Tu là mình biết rằng làm cái gì mình rõ mình làm việc đó. Ví dụ nghe pháp mình biết mình nghe pháp, mà nấu ăn là biết mình nấu ăn. Chứ không có cái chuyện mà mình nấu ăn mà nghĩ chuyện khác thì gọi là tội lỗi. Mình làm cái đó thì mình loạn tâm. Cho nên mình không phải là tu đến cái chỗ mà không còn sự suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta tập là ý thức rõ ràng việc gì ra việc đó. Chúng ta không dứt sự suy nghĩ được đâu. Vì còn sống là phối hợp cả hai phần thân thể và tâm thức. Cho nên mình active, mình suy nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng suy nghĩ cái gì ở trong phạm vi chúng ta đang làm, để tập cho cái tâm mình đừng có buông lung, đừng có phóng túng thôi, chứ không phải là không suy nghĩ. Con vô cùng hoan hỷ vì bao lâu đã ngưỡng mộ thầy mà không được gặp. Có thể con phước mỏng nghiệp dày nên như thế. Nay nhìn được thầy con rất vui mừng, mừng đến rơi nước mắt. Con có câu hỏi xin thầy giải đáp để cho con và các bạn thấu đáo vững niềm tin tu học. Chồng con có tụng kinh A-di-đà, niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà được mấy năm. Sau đó vì nghe trên YouTube một sư cô nói là Phật Di-đà là do từ nước Tàu bày ra chứ không có thật. Con buồn vì chồng con đã bỏ tu không niệm Phật nữa. Con tu đã 10 năm nay, không vì chồng con không tu mà con bỏ tu. Nhưng lòng con cứ phiền. Con biết con sai rồi, nhưng vì con tiếc cho công sức của chồng con quá thầy. Dạy con nên làm sao chuyển tâm cho chồng con. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, cái chuyện mà mình nói là pháp môn tịnh độ do người Tàu họ bày ra đó, cái này mình nói nó không có đúng đâu. Cái pháp môn niệm Phật này đã có trong kinh Tạng rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà thí dụ thôi, không phải thí dụ thôi. Nếu như mà cái chuyện đó do người ta bày ra mà nó không có một cái điều bày ra nó không mất đạo đức, nó làm cho người ta thêm cái sự tu tập, thì cái đó nó có lỗi làm gì đâu. Có nhiều vị còn nói kinh báo hiếu phụ mẫu là do người ta chép lại, người ta bày ra, chứ ông Phật không có nói kinh đó. Không có sao hết. Cái chuyện mình nghiên cứu mình muốn nói gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nghiên cứu của mình để làm gì? Để nuôi sục người ta và để làm sáng thêm niềm tin của người ta, hay để cho người ta bỏ? Ví dụ bây giờ quý vị nghe cái kinh báo hiếu phụ mẫu chưa? Cái kinh đó có cái gì mất đạo đức trong đó không? Như vậy thì nếu mà cho dù là con người mình tạo ra quyển kinh đó đi, thì quyển kinh đó có gì sai đâu. Quyển kinh đâu có gì sai. Cái gì mà nó có chứa đựng được từ bi trí tuệ, giới định tuệ, thì cái đó đều không có gì sai, dù là con người tạo.
Cho nên á, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cứ nghiên cứu, nhưng trước khi chúng ta nói một vấn đề, chúng ta phải biết rằng nói điều đó để sáng tỏ cho người, để người ta làm mà không mê lầm, hay để cho người ta bỏ cuộc. Cái này hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình đi cãi với người ta là cà ri là của người Việt Nam. Có một ngày nọ mình phát hiện ra là cà ri của Ấn Độ. Thí dụ vậy đi. Bây giờ mình biết cà ri của Ấn Độ, nhưng mình vẫn ăn cà ri, và mình biết nguồn gốc của cà ri, và mình làm đẹp thêm, ngon thêm món cà ri, thì có gì sai không? Không có gì sai. Tại sao mình không cách đó? Mà trong cuộc sống chúng ta đã làm như hết như vậy đó. Có thể của người khác, nhưng chúng ta biết rõ nguồn cội để chúng ta không mê lầm, và chúng ta biết làm thêm cho cái đó nó hay hơn. Chứ đâu có phải nói để chúng ta đập đổ, để chúng ta đánh phá. Đạo Phật không đánh phá, mà Đạo Phật biết bồi đắp làm cho cái đó thêm hay. Bằng chứng, bằng chứng nào mà nói như vậy? Quý vị đọc lại trong Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh á, Đức Phật đi ngang một căn nhà, có một anh chàng trẻ tuổi mỗi sáng ra đứng trước cửa lại sáu phương, đông tây nam bắc là bốn, lại phương trên lại phương dưới sáu phương. Phật dừng lại, Phật hỏi anh lại sáu phương để làm gì? Anh này mới nói dạ con không biết, ba của con mỗi ngày lại sáu phương, bây giờ ba con chết rồi, con cũng học theo kiểu đó mỗi ngày ra lại sáu phương. Phật mới nói tôi không nói anh sai, nhưng trong giáo pháp của thánh hiền sáu phương mang sáu nghĩa, để tôi nói cho anh nghe. Phương đông tượng trưng cho cha mẹ, phương tây tượng trưng cho thầy tổ, phương nam tượng trưng cho bằng hữu gia đình, phương bắc tượng trưng cho chủ vân vân, phương trên tượng trưng cho các bậc thánh hiền, phương dưới tượng trưng cho những người hạ cấp, những người mà trong thành phần. Như vậy trong đạo lý anh dẫn lại sáu phương, hôm nay tôi làm rõ sáu phương cho anh. Sau đó Phật nói tiếp, đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con có năm điều, đối với con cái, con cái đối với cha mẹ có năm điều, đối với phương tây thuộc về thầy tổ, thầy tổ các bậc thầy phải có năm điều đối với học trò, người học trò phải có năm điều đối với thầy tổ. Nói hết bài pháp đâu có đánh đổ đâu. Phật không, đạo Phật không có đánh đổ ai hết. Nhưng nếu cái đó mình thấy nó hay, mình tiếp nhận, mà mình có phương thức để làm cho cái đó hay thêm, đẹp thêm, có gì đâu. Bây giờ người, bây giờ ví dụ cái niệm Phật Di Đà là do tạo tạm tạo ra đi, mình tạm nói vậy đi. Nhưng mà niệm Phật còn hơn niệm phàm phu chúng sanh, thì mình lựa cái nào? Bây giờ mình nói như vậy xong rồi đó, bây giờ mình ok, bây giờ tôi anh lập ra là tàu, niệm Phật cho tàu lập, vậy anh có cái khác thế không? Anh có cái khác hay hơn anh thế vô không? Không có, thì tại sao anh phải nói những điều mà làm cho người ta lui sụp? Cái này là cái nguyên. Cho nên trong kinh đó, chư tổ thường nhắc phá giới ít tội hơn phá kiến. Thế nào gọi là phá giới và phá kiến? Anh phạm giới phá trai, tội mình anh thôi. Nhưng anh nói những cái thấy biết của anh sai lầm, để dẫn dắt người ta tới chỗ sai lệch, người ta khổ đời này sang đời khác, anh tội hơn nữa. Cho nên thà phá giới chứ không phá kiến. Thật ra có những điều mình biết, nhưng mình thấy cái đó nó không có gì trật cả. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng Phật có sáu thứ cúng nha. Một là nhang, hai là đèn, ba là hoa, bốn là trái, năm là nước, sáu là đồ. Đồ là cái gì? Đồ là thực phẩm. Có nhiều người ta cúng cúng Phật á, theo lệ của Trung Quốc á, nấm mèo,
bún tàu, nấm đông cô, cải luộc, người ta làm năm chén người ta cúng. Ở bên Ấn Độ á, bên Tích Lan á, mỗi lần ta đi chùa á, ta không có đem trái cây giống mình đâu. Người ta sáng ra người ta nấu một miếng cháo oatmeal, ở bển nấu với sữa nha. Ta đem chén nhỏ nhỏ vậy đó. Có khi người ta đem chén sữa tươi, có khi người ta mua cái bông súng, ta lên ta cúng Phật. Mà ta cũng không có cấm bình giống mình nữa. Ta tượng Phật để vậy, ta lễ xong ta gác lên chân Phật. Rồi ở bên Miến Điện á, người ta đi mua vàng lá. Quý vị biết cái lá vàng á, mỗi người mua một cọc vậy đó. Cái tới trước Phật xá xong cái dán vô Phật một cái. Trời ơi, ta nói mắt tai mũi miệng cũng có Phật vàng không? Chùa nào mà tượng Phật xung quanh là thôi nó dán đầy hết trơn vậy đó. Đói bụng cạo ăn cũng no nữa. Quý vị biết là họ dán riết mặt của Phật nhìn không ra luôn. Bây giờ nó dày lên mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng nó dày cui. Tưởng đâu Phật bị rổ. Đó là cái tâm của người ta. Cho nên xin thưa là cái của Pháp Hòa suy nghĩ, những gì chúng ta phát minh không sao hết, do sự nghiên cứu chúng ta cứ nói. Nhưng nếu chúng ta nói cái này để làm rõ cái ý đó, nhưng làm sao để khuyến tấn người ta vẫn tiếp tục, người ta làm mà người ta không mê lầm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Phật tử đây còn cúng sao không? Có một số còn cúng không? Có một số hiểu đạo không cúng, nhưng mà có một số người vẫn cúng. Nhưng mà thôi bây giờ người ta cúng sao, nhưng mà mình kể đi. Nhưng anh vô anh cúng rồi tôi nói cho anh nghe. Thầy, cái sâm của con sao vậy thầy? Chà, sâm này hạ nha, 3,000 mới cúng được à. Mình không biết giải thích, mình làm cho người ta sợ thêm. Đạo hữu nhầm cái sâm hạ. Bây giờ có cách chuyển nha. Năm nay ráng ăn chay tháng 2 ngày. Thầy cho quyển kinh cầu an về tụng mỗi tối. Nhớ nhìn nhịn người khác nghe. Mình lợi dụng, người ta đang nói hạ mà. Bây giờ nếu mà sâm thượng mình nói nữa, sâm tốt lắm nghe, có duyên á, tu tiến nữa. Thật ra quý vị nhớ câu này, Pháp Hòa cứ nói hoài thôi. Tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Cái pháp đó pháp tà mà lọt vô tai người chánh đó, họ chỉnh đốn sửa hồi nó cũng ra đẹp. Người biết nấu ăn, mình đưa họ cái gì họ cũng nấu ra món. Người không biết nấu ăn, đưa nguyên giỏ đồ ăn, nó làm hồi không có món gì để ăn. Bữa nay Pháp Hòa là bày cho quý vị làm ba tê chay nha. Ba tê chay 5 phút thôi. Khi mình hiểu đạo rồi, mình thấy tu như là hơi thở của mình vậy đó. Không có gì khó khăn hết. Một bữa tuần rồi có một bác Phật tử khui một cái hộp chickpeas, đậu chickpeas của người Mỹ đó. Bác khui đâu mấy lon ở nhà, không biết bác nấu chè bà tư bà tám gì không biết. Nấu dư đâu chút cho bà xách bịch lên cho chùa. Bà đem lên bà đưa thì trong chùa chẳng ai biết làm gì với cái đậu này, cứ để hoài trong tủ thôi. Cái bữa tối đó bà xuống cái soạn tủ lạnh, có thấy có một bịch chickpeas. Bà nó đem ra đây, bỏ vô nước rửa sạch sẽ ha. Đem cái chickpeas đó bỏ vô cái máy xay thịt á, xay nhừ ra. Lột tủ lạnh còn miếng hem chay, bỏ vô xay chung. Xong rồi đem ra, múc vài muỗng mayonnaise, cho bột nêm đồ vô đàng hoàng, tiêu rồi, gia vị vô đàng hoàng, trộn lên, trét bánh mì. Quý vị thử đi, ngon vô cùng. Nếu sang nữa đó, cho một miếng dầu ô liu
có baro phi cho vô, không có tiêu dầu ô liu đủ rồi. Tùy theo mình để vô mà mình thấy nó khô quá, tiếp tục cho mayonnaise vô, miếng ham, chickpeas. Còn nếu ai mà có yeast flakes mua ở tiệm Mỹ có để vô, không có gia vị, tiêu, mayonnaise với hai món đó. Quý vị có pate chay. Pate giả chín. Còn nếu như mình muốn làm bài bản thì phải hầm đống đông cô với ngũ vị hương, xây chung với lại tàu hủ ki luộc, rồi ngũ vị hương, nấm đông cô, phô mai đầu bò, vân vân, rồi đem nướng để nó thơm lên thành pate gan. Còn nếu không có, làm pate đó đi, ăn cũng tê như thường. Pháp Hòa nói như vậy, nói như vậy là để Pháp Hòa muốn nói cái vấn đề tu tập. Cái vấn đề tu tập của chúng ta không phải chúng ta làm cái gì để gọi là, không phải nguyên ngày chúng ta tụng một tràng kinh gọi là đúng đâu. Mình phải biết thời lượng của mình biết sức khỏe của mình, thời gian của mình, để chúng ta ứng dụng một thời tu hành của mình, tu xuống mà hạnh phúc, chứ không phải tu trời ơi kinh gì mà dài tụng mệt muốn chết. Vậy thời kinh này nó vô bổ, nãy giờ tụng là cứ trong hết không à. Thật ra nó đòi hỏi cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên xin thưa là Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng pháp môn niệm Phật không phải của người Tàu đâu. Đức Phật đã từng dạy 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. 10 niệm mà trước hết là niệm Phật. Chứ Đức Phật đâu có phải là chưa hề dạy pháp môn niệm Phật đâu. Nhưng mà rồi nếu tùy tâm chúng ta có duyên với Phật nào, chúng ta cứ niệm Phật đó. Có nhiều vị niệm Di Đà mà sợ Quan Âm giận, cho nên niệm xong cũng phải ráng niệm sâu Quan Âm, để không thôi Quan Âm buồn, lỡ mai mốt bệnh réo bà không cứu. Có nhiều người rất thành thật như vậy đó, niệm Di Đà xong niệm ráng thêm sâu Quan Âm nữa, rồi niệm sâu Di Quan Âm xong rồi giờ niệm theo Phật Dược Sư, là lúc này bệnh quá, nhất là Corona. Bây giờ đối với vị Phật tử đây, về nói với ông, người ta có nói gì ông nói. Bây giờ suốt bao nhiêu năm nay ông niệm Phật, ông thấy có an lạc không? Ông thấy có kết quả tốt không? Thì đường đi mình cứ đi. Người ta là nhà ngâm cứu, người ta muốn nói gì ta nói. Mình không phải là nghiên cứu học giả, mình là hành giả. Mình không phải là học giả, Phật tử chúng ta phải là hành giả. Hành giả là chúng ta là người ứng dụng lời trong sự tu hành. Còn học giả là người ta có quyền nghiên cứu, phổ biến các tin tức, các sự nghiên cứu của người ta. Thí dụ bây giờ nè, người ta nghiên cứu ra, người ta nói rằng tôi bây giờ phát hiện là trứng gà có trước con gà. Trên nguyên tắc là cũng chưa biết là con gà có trước hay trứng gà có trước. Mà bây giờ người ta có nghiên cứu trứng gà có trước con gà hay con gà có trước con gà, thì rồi sao? Mình cũng ăn nó vậy. Rồi mình cũng khổ, cũng vui, cũng buồn, cũng ăn, cũng mọi thứ. Đâu có gì khác đâu. Đâu có gì khác đâu. Mất thì giờ cho sự nghiên cứu đó, không cần thiết. Trái đất này ai làm? Chừng nào nó hết? Hết nó đi đâu? Còn lâu lắm. Quan trọng là làm sao mỗi ngày nè, trong mấy mươi năm ngắn ngủi của mình, tham giảm, sân giảm, si giảm, say mê cố chấp mê lầm giảm, là mình thành công. Trời ơi, biết mình có sống tới ngày trái đất này nổ không? Rồi nó nổ ra nó tụ vậy gì, mình không có vô can.
Cho nên Phật mới nói một mũi tên mà bắn tới mình. Người ta nói bác ơi bác, để con chở bác đi bệnh viện gấp. Khoan, dừng tay lại, xin cho tôi biết vì sao nó lầm lỗi bắn tôi. Mũi tên này từ đâu bắn tới, hận thù gì với tôi, độc này nó ra sao. Tầng 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 tầng. Con ơi nhớ trả thù cho cha. Rồi nhắm mắt đi đời. Nay Phật nói em không nói à. Phật nói nếu một mũi tên nó bắn tới anh, người ta chở anh đi bệnh viện, anh cho đi liền tức khắc hay anh nói khoan để tôi tìm hỏi hết mọi vấn đề trước khi tôi chịu đi bệnh viện? Thì Phật nói mình còn đủ sức để chờ không? Không có đủ. Và mũi tên nó đang bắn vô trong người chúng ta, đó là mũi tên của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác kiến, của biên kiến, của tà kiến, của kiến thủ, của giới cấm thủ. Một ngày 10 mũi chịu không nổi đâu. Cho nên mình là hành giả, đừng làm học giả. Còn nếu có học, học giả thôi, đừng học thiệt. Học thiệt mà để cho chúng sanh khổ kiểu này, học thiệt không có lợi. Quý vị hiểu ý mà nói nha. Tu đi. Người ta có muốn nói gì người ta nói. Thậm chí có người nói ăn chay là của Bà La Môn đó, không phải của Phật giáo đó. Không có sao đâu. Bây giờ tôi không ăn chay, tôi cũng ăn môn. Ăn chay cũng ăn môn, không ăn chay cũng ăn môn. Thành thử giờ tay này của Bà La Môn, không có sao hết. Cái gì mà người ta đề xướng không có tác hại, mình làm sao hết. Điều chúng ta đang làm Phật đã dạy. Trước khi Phật mất, Phật có nói những gì ta, tôi chưa đặt thành luật giới, nhưng xã hội sau này người ta tuân thủ, các thầy phải làm theo. Phật rất là văn minh, Phật rất là dân chủ. Thí dụ như bây giờ nè, lái xe ẩu vượt đèn đỏ, thời Phật không có. Dỡ hết luật, không có câu nào Phật nói Phật tử không được vượt đèn đỏ. Nhưng luật bây giờ nó đã thành, mà điều đó hợp là tình, hợp lý, hợp lẽ không? Chúng ta cần theo không? Cần. Thì chúng ta đừng nói rằng tôi dỡ luật ra rồi, Phật không có nói câu đó. Thế là anh chấp. Anh chấp mà anh làm cho anh bị lui sụp. Khi xúc sự diện tường, gặp việc thì xây mặt vào vách, nói những điều không có thiệp điển chương. Tổ Quy Sơn quở mình thế đó. Xúc sự diện tường, đàm cổ, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Bây giờ Pháp Hòa nói một câu trong Cổ Học Tinh Hoa: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Người biết cái xưa, người biết cái nay mà không biết cái xưa, người đó mù mờ cái xưa. Tri kim bất tri cổ, biết cái nay mà không biết cái xưa, vị tri manh cổ, mù mờ cái xưa. Nhưng tri cổ bất tri kim, sống với cái cổ mà không biết cái hiện tại, người này sống trên mặt đất mà như chết chìm. Sống không biết thời thế tới lui. Vậy cho nên Đức Phật có dạy một bài kinh nữa, kêu là kinh Thất Tri. Người đệ tử Phật phải có 7 cái biết. Trong đó có biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Thí dụ như mình nói mỗi lần Tết tới mình phải làm những cái chuyện xưa giờ mình làm, đó là mình làm cổ nha.
Nhưng mà mình phải biết hiện tại nữa, nhà mình chu vi bao lớn, chưng cây mai cho nó hợp tình, hợp chỗ. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái mình theo cái cổ nhưng phải vẫn biết cái kim. Cái đó gọi là cổ kim mình quán xuyến. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Sống mà mình không có biết cái quá khứ, cái hiện tại thì người ta cười. Ví dụ mình sống ở nước Mỹ, nước văn minh nè, văn hóa của người Mỹ là phải xếp hàng, không có xen vô nửa chừng. Nhưng mà kiểu mình sống xưa giờ là cứ xen vô. Nhưng mình làm vậy Mỹ nó nhìn. Có nhiều khi xếp hàng chen vô vậy, họ không nói gì, nhưng mà họ, có nhiều người mà họ khó chịu á, họ lại họ vỗ vai họ nói á, "Don't you know what is called line up?" Thậm chí có nhiều người họ nói, "Don't you have an eyes to see?" Phó Hòa gặp rồi. Có nhiều người, người ta không, nhiều khi người ta vô tình, người ta gấp quá người ta làm, nhưng mà người khác khó chịu. Đấy, cái đó mình không biết tri kim đó. Sống mà mù mờ cái đó đó. Văn hóa của người Mỹ không có khạc nhổ, không có vứt rác tầm bậy, thì mình phải học cái đó. Mình đến đâu mình học cái đó. Quý vị thấy người Mỹ không? Ta học mình cầm đũa, ta học mình ăn nước mắm, ta học mình ăn sầu riêng. Người Mỹ ta học ăn phở, PHO. Thì Pháp Hòa xưa như vậy để chúng ta biết rằng Phật Pháp rất ư là linh động. Hiểu được Phật Pháp, tu thấu được Phật Pháp, tu hoài tu không chán. Càng tu tâm trí mình càng sáng, và càng học Phật mình mới thấy tuyệt vời. Sở dĩ chúng ta chưa thấy chỗ tuyệt vời là chúng ta chấp quá. Chúng ta ràng buộc chúng ta nhiều cái mà chúng ta đặt để. Nhưng mà thủy chung Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài bất cứ việc gì Ngài cũng có thể nói được cái bài pháp cho chúng ta. Cho nên Đức Phật còn được gọi là thế gian giải. Mười hiệu của Phật đó. Thế gian giải là gì? Là bậc có thể giải quyết hết tất cả những điều nan giải của thế gian. Và vì cuộc đời này nó lắm thứ, cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Bây giờ người ta có đã phá pháp môn niệm Phật. Quý vị cảm thấy rằng xưa giờ mình niệm Phật tâm mình rất an, và mình đã có rất nhiều sự an lạc trong khi mình niệm Phật. Cứ niệm. Vì người ta không niệm Phật tâm thấy thì tại sao mình phải lo? Ví dụ như người ta nói là kinh này kinh kia, chuyện này chuyện nọ của nước này nước kia, không sao hết. Mình rõ được nguồn cơn chẳng khổ đau. Đó là điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái câu hỏi này. Mấy giờ rồi? Trời ơi, nãy giờ mới có mấy câu à. Thôi một câu nữa nha. Cái tánh, cái tập của Pháp Hòa nói mà không hết, kiểu không nổi. Cho nên có thể ít câu hỏi, nhưng mà câu nào mình nói hết cái ý của mình để cho đại chúng nắm rõ. Mà mấy cái đó quan trọng lắm. Tại vì cái này mình bị hoài, bị người này nghiên cứu rồi người kia nghiên cứu, rồi mình nghiêng ngửa. Mình nghe xong mình nghiêng ngửa của những người nghiên cứu. Thôi câu cuối nha, tại Pháp Hòa còn show tối nay nữa. Tối nay là nhà hàng Moonlight 7 giờ. Ôi câu này hay lắm nè. Chúng con mong thầy cố vấn. Con
nợ Quan Âm một năm ăn chay. Hơn 30 năm rồi, bây giờ con trả từ từ. Trả từ từ bằng cách nào? À, bây giờ con trả từ từ rồi, cộng lại có được không thầy? Con đi vượt biên, con cầu Phật Quan Âm cứu con. Mà không có nói, à, trong khi mà gặp nạn hứa với Quan Âm ăn chay một năm, mà bây giờ 30 năm rồi, ăn đủ thứ hết mà chưa ăn chay. Hay quá. Không có sao, trả còn hơn không. Quý vị thấy là 30 năm quỵt nợ mà Quan Âm đâu có nói gì đâu không? Quan Âm vẫn cho đi chùa bình thường. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Phật Bồ Tát sẽ phạt mình nếu mình trái với những cái điều mình nói. Không bao giờ có chuyện đó. Vì nếu các ngài làm thế thì các ngài không phải Phật là Bồ Tát, mà các ngài thuộc Thánh Thần, ban thưởng trừng phạt, không phải. Nhưng nếu chúng ta nguyện cái điều đó, hứa điều đó mà chúng ta không làm thì tự mình khó chịu thôi, chứ không có gì hết. Tội là, hồi nãy Pháp Hòa nói đó, tội là khi nào tâm tư mình dày dò, mình đau khổ, mình khó chịu, mình cảm thấy mình dối gạt ở trên thì tự mình khổ đau, chứ còn có sao đâu. Còn bây giờ mình muốn trả nè, muốn trả là trả cỡ nào cũng có trả hết. Ví dụ như trường hợp này nè, bây giờ muốn trả một tháng một ngày, 30 tháng cũng hết, 365 tháng cũng hết năm, nếu mà trả một tháng một ngày. Còn nếu không muốn trả thì nửa ngày trả cũng không được. Chứ quan trọng là có muốn trả không hay muốn quỵt. Không, thật sự cô Phật tử đây rất có lòng. Thôi cô cứ ăn từ từ đi, còn không được này thì mướn em ăn. Em ăn chay mướn. Đầu năm tới giờ vụ corona này em ế. Giờ ai ăn chay cũng được, mướn em ăn chứ. Xin thầy cho con biết thêm về nếu một người sanh về cõi trời nhưng sanh về cõi biên địa, không biết về Phật Pháp, vậy có phước nhưng cũng không có phước. Thật ra ý cái câu này là hỏi vậy nè, nếu như trường hợp mình sanh về cõi trời, không có ai nói Phật Pháp cho mình nghe, vậy thì có phước hay là không có phước? Câu hỏi vậy đó. Có phước phần. Nếu mình nói về phước phần là mình có cái phần phước ở cõi trời, nhưng nếu mình tạo cái duyên lành thì mình vẫn được nghe Pháp. Bằng chứng, quý vị ở xứ Mỹ, mà là nhất là ở cái xứ Cani này, quý vị có vắng Phật Pháp không? Quý vị cũng đang ở cõi trời nè, mà quý vị cũng vẫn có đầy đủ Phật Pháp chứ đâu có thiếu đâu. Đó là do mình phát nguyện. Cho nên mình phát nguyện rằng dù sanh bất cứ nơi nào, con cũng nguyện cho con đủ duyên lành gặp Phật Pháp. Dù quý vị ở cõi trời, cõi biên địa, bất cứ ở đâu cũng không bao giờ mất duyên với Phật Pháp. Thế nào cũng có các Bồ Tát, người ta sẵn sàng thị hiện vào những cái cõi đó để giáo hóa mọi loài chúng sanh. Do mình phát nguyện. Còn mình đừng có nguyện là con chỉ muốn hưởng phước về trời thôi, thì lúc đó nếu mình ở cõi trời, thật sự ở cõi trời cũng có người nói Pháp chứ không phải không đâu nha. Nhưng vì mình không có duyên cho nên tới lúc đó mình bận bạc ti, mình bận sinh nhật, mình bận chuyện này chuyện kia. Trong kinh cũng có nói đó, khi mà Đức Phật Thích Ca mà thuyết Pháp thì chư thiên ở cõi trời rủ nhau đi nghe. Có những vị nói thôi thôi tôi bận lắm, tôi hứa với bà bạn tôi đi uống cà phê Casey. Uống xong cốc cà phê xuống đây là 2 năm, 3 năm. Tại vì mình mê cái vui, mình quên cái đó. Chứ thật sự cõi trời, thỉnh thoảng chư Phật cũng có về đó thuyết Pháp chứ, nếu mà nói theo kinh điển.
Ví dụ như Đức Phật cũng có về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp, Ngài Di là ở cõi trời Đâu Suất cũng có thuyết pháp. Nhưng tại vì chúng ta không thích nghe pháp. Ví dụ như bây giờ ở đây, mỗi chùa mỗi tuần đều có pháp hội, nhưng ai là Phật tử thích nghe pháp thì mới nghe pháp. Còn có những người, người ta ở đây sung sướng vậy nhưng người ta không thích nghe, đi nghe người ta cũng bước vô. Thì cũng có những người như vậy. Cho nên không phải về cõi trời rồi mà không có được nghe pháp đâu. Cái điều là chư Phật chia nhau các cõi hết rồi, mà chúng sanh ta sanh về cõi nào có phát nguyện không? Cho nên mỗi lần, mỗi ngày Pháp Hòa lại Phật á, cái câu Pháp Hòa hay nguyện vậy nè: nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín phát tâm lành, mong Tam Bảo từ bi xót thương và gia hộ. Đó là cái câu Pháp Hòa nguyện. Câu đó là cái câu Pháp Hòa nguyện mỗi lần lại Phật. Lúc nào lại Phật tâm cũng khởi câu đó. Rồi khi mà mình phủ phục xuống thì mình lại phát nguyện: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Bây giờ hồi nãy có một cô nợ Quan Âm, Pháp Hòa xin nợ đại chúng ngày mai trả.